Mạo bài đại anh hùng Quyển 2, chương 1, mối tình đầu Gã nghiên cứu viên bán tính bán nghi nói Bây giờ cả liên bang đang ầm ý hết cả lên Nói là một đại đội trưởng bộ đội đặc chủng đã một mình giải cứu hơn 200 tù binh từ vùng địch hậu Còn nghe nói thôi diễn của chiến dịch lần này cũng là do vị đại đội trưởng đó làm Hắn dừng lại một chút rồi khen Thực sự quá lợi hại Nhưng mà đại đội trưởng đó lại không chịu cho tiết lộ danh tính Khiến cho toàn bộ liên bang cứ đoán và đoán non mãi mà vẫn không biết là ai Mập mập thầm đắc ý, chỉ muốn gạo lên đó đương nhiên là do ông đây làm Ngoài ta ra còn ai có bản lĩnh này Nhưng trên mặt lại làm ra vẻ hèn mọn nói Gã đó đúng là ngu ngốc Nếu thật sự là ta làm thì ngu gì mà không thừa nhận Đến lúc đó tiền tài mỹ nữ tất cả đều có Được vạn người ngưỡng mộ Cảm giác thật sảng khoái Mập mạp ngoài miệng thì nói văn nước miếng Nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ Không ngờ có lúc lại phải tự mình chửi mình Gã nghiên cứu viên vẫn chưa chịu buông tha Hỏi tiếp vậy sao ngươi lại ngồi cùng tàu vận tải với các tù binh Cái này là sáng nay ta tận mắt thấy ở phi trường đấy Mập mạp vội đáp, những người đó là ai ta đều không biết, hơn nữa đơn vị của ta cũng không phải là bộ đội đặc chủng, chỉ là một tiểu đoàn trinh sát bình thường mà thôi, chênh lệch lớn lắm. Linh cơ vừa động, mập mạp giơ một ngón tay lên chỉ về phòng thí nghiệm của Bosel, vẻ mặt lén lút ra vẻ thần bí nói với nghiên cứu viên, lần này có thể điều đến tác chiến bộ, toàn bộ nhờ vào sư phụ hỗ trợ đi cửa sau đấy. Với tính tình của lão Bosel thì chỉ cần là chuyện không quan hệ tới việc nghiên cứu thì ai cũng không dám đi hỏi hắn, vì thế nên tên khốn kiếp khi sư diệt tổ này mới dám đá vấn đề sang cho lão. Nghiên cứu viên thất vọng nói, thật sự không phải ngươi à thấy điền hành kiện gật đầu khẳng định nghiên cứu viên rốt cuộc cũng đành buông tha cho hắn mà bỏ đi điền hành kiện cười trộm trong bụng dù sao có đánh chết ta cũng không thừa nhận làm anh hùng để được cho một cái huân chương rồi đá ra tiền tuyến ông đây quyết không làm hắn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cửa phòng của mễ lan không biết đã mở từ lúc nào mễ lan đang đứng nhìn hắn bàn tay trắng nõn đưa lên che miệng trong lòng biết chuyện nếu bại lộ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng điền hành kiện mặt dậy đi tới mặc kệ ánh mắt khinh bị của mễ lan trong miệng không ngừng cầu khẩn nàng giữ bí mật Mập mập nghĩ thầm, dù sao cũng đã không biết xấu hổ rồi, xem ra hôm nay phải xuất ra chút thủ đoạn, phải giải quyết cho xong nha đầu này, nếu thật sự không được, hôm nay liền bá vương ngạnh thượng cung, bạo lực chinh phục, nếu cũng không được nữa thì trực tiếp giết ngươi diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Mễ Lan đi qua đi lại nhưng vẫn không thèm nhìn tới mập mạp, thỉnh thoảng còn bật cười ra tiếng, điên Hành kiện cười khổ nói, Mễ Lan mùi mùi thân ái, mùi muốn ta phải thế nào đây? Hiến nghệ hay là hiến thân? Mễ Lan đỏ mặt, căm hận nhìn mập mạp, nói, ngươi chết đi cho rồi, ai là? thân ái của ngươi chứ ai thèm ngươi hiến hiến cái gì đồ dâm tạc bắt cá hai tay nàng đẩy mập mạp sang một bên nói tiếp mau tránh ra đừng cản trở ta làm thí nghiệm vừa nghe đến thí nghiệm mập mạp vội vàng nói sư muội sư phụ vừa bảo ta tới xem qua một chút nói là có vài hạng mục nghiên cứu có liên quan tới robot của ta gã tiện nhân vì muốn thu hẹp khoảng cách mà hai chữ sư muội bị hắn nói ra một cách cực kỳ ám muội mễ lan bị hắn làm cho bật cười nói trong mắt ngươi còn có sư phụ sao sư muội như ta chắc cũng sẽ như sư phụ bị ngươi bán dính lúc nào không biết mất mập mạp thuộc về điển hình được đằng chân lân đằng đầu tiến đến trước mặt mễ lan nói vừa rồi ta cũng là không có biện pháp lại nói quan hệ của hai ta như thế này ta thà bị mùi bán chứ sao dám bán mùi mễ lan sẵn giọng ai cùng ngươi có cái gì quan hệ chứ không nói sư phụ bị ngươi vu oan chính là vừa rồi ngươi còn dám đánh ta có lẽ là nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không chịu nổi cũng có thể là gió có điều gì khó nói khuôn mặt trắng nõn của mễ lan lại đỏ ửng lên dù là nữ nhân sống bằng lý tính thì ai mà lại không có mối tình đầu chứ trong phòng thí nghiệm chỉ có những thí nghiệm khô khan cùng nam nhân trẻ tuổi đầu tiên tiếp xúc hơn nữa từng cãi nhau ầm ĩ suốt nửa năm khó tránh khỏi sinh ra một thứ tình cảm mập mờ mập mập vốn tự xưng là tâm lý học đại sư sao lại có thể không biết nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn mang một đoạn có lẽ được là gọi là tình yêu đơn phương đầu tiên mỗi khi hắn nghĩ đến chuyện tình cảm một bóng hình sẽ lại bất tri bất giác hiện lên trong đầu hắn thật sự là vì cái lý do củ chuối là giảm béo mà tham gia quân ngũ sao chỉ sợ ở sâu trong nội tâm vẫn còn là vì nàng mà thôi nếu tình cảm này bị lộ ra, đó tuyệt đối sẽ là câu chuyện cười lớn nhất vũ trụ. còn hắn sẽ được toàn vũ trụ phong cho danh hiệu đệ nhất sử năm ngây thơ, được đúc tượng sắp đặt trong bảo tàng cho mọi người chiêm ngưỡng mất. Điền Hành Kiện kinh ngạc nhìn hai gò má đỏ bừng của Mi Lan, nhưng rồi tự như không dám đối mặt lại cúi thấp đầu xuống. thấy Điền Hành Kiện cúi đầu, vẻ mặt cô đơn trầm mặc không nói lời nào. Mi Lan phát hiện đột nhiên bản thân dường như không đành lòng lại chọc ghẹo hắn, bèn lấy ra mấy tập tài liệu, hừ một tiếng nói, mập mạp, tự mình xem đi. lần này tiện nghi cho ngươi rồi nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng thí nghiệm cửa vừa đóng lại mập mạp thở vào một hơi rồi cười bây giờ hắn đang rất mệt nhọc vẻ mặt vừa rồi chính là một trong hành động kinh điển của việc đánh lừa cảm tình trong bắt chước như thật trên mặt mang theo một tia bi thương ánh mắt trong suốt mà ôn nhu bên trong ẩn chứa sự đau đớn và cô đơn không muốn nhớ lại mập mạp từng đứng trước gương luyện tập nó rất lâu hắn thở vào một tiếng rồi ngồi xuống mở những tài liệu nghiên cứu mà mễ lan để lại ra xem điền hành kiện lập tức bị một hạng mục nghiên cứu hấp dẫn đó là một nghiên cứu về sự biến hình trong nháy mắt của sinh vật kim loại hai trạng thái mục đích rất rõ ràng đó là thay đổi khả năng phòng ngự của robot trong nháy mắt ngẫm lại khi đau của kẻ địch chém vào robot chỗ bị đau chém đột nhiên được gia tăng độ dày thêm mấy chục cm cho dù bị chém tổn thương cũng có thể thông qua sự chuyển đổi cực nhanh giữa hai trạng thái để tiến hành tu sửa một cách hữu hiệu bộ tài liệu thứ hai cũng làm cho điền hành kiện mừng rỡ như điên tài liệu này là những luận chứng về việc ứng dụng các thiết bị tấn công điện tử vốn chỉ dành cho robot hạng siêu năng và tàu vũ trụ vào các robot thông thương những thiết bị có kỹ thuật công kích còn sắc bén hơn cả thiên tuyến như tín hiệu lừa gạt mô phỏng khống chế công kích các phương pháp biến hóa đa dạng cực kỳ hung hãn nhưng hệ thống này có một khuyết điểm là tiêu hao quá nhiều năng lượng hơn nữa đây cũng mới chỉ là ý tưởng còn đang phải luận chứng điều này làm cho mập mập thấy hơi nhục chí tiếp đó còn có một số nghiên cứu cải tiến là trực tiếp nhằm vào logic mặc dù tác dụng không lớn như hai phần trước nhưng lo lắng rất chu toàn nếu được áp dụng toàn bộ thì sức chiến đấu của logic sẽ tăng lên không ít khi xem qua danh sách nhân viên nghiên cứu, người chủ trì tất cả các hạng mục nghiên cứu đều là Mễ Lan. Mập mập ngay ra một lúc, hắn hiểu rất rõ trình tự nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, ai đưa ra kế hoạch thì sau khi được phê chuẩn, người đó sẽ chính là chủ nhiệm nghiên cứu, có vai trò rất lớn, những nhân viên khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Nói cách khác, hắn đi hơn 20 ngày, Mễ Lan việc lo diệt mà đã đưa ra liền mấy kế hoạch nghiên cứu, có thể hiểu rằng mấy ngày này, sợ rằng ngoài lo diệt, nàng ta sẽ không nghĩ tới bất kỳ vấn đề nghiên cứu nào khác. Xem ra, hắn đã thiếu nợ vị sư mùi cùng ở chung nửa năm này một ân tình rất lớn rồi điền hành kiện nghĩ có cơ hội nhất định phải báo đáp thật tốt cho mễ lan mới được gã tiện nhân lòng lan giả sói bắt đầu ảo tưởng rồi đi ra phòng thí nghiệm cửa điền hành kiện bỗng thấy mễ lan đang ngồi trầm tư trước màn hình trong đại sảnh dáng vẻ an tĩnh mà động lòng người mập mạp không nhịn được đi qua đi vỗ vai mễ lan nói này ta có thể sống sót trở về việc lớn như vậy mà mùi không mời ta đi ăn sao mễ lan quay đầu lại nhìn thấy hắn trên mặt lại đỏ lên nói, phi, người chết hay sống liên quan gì tới ta? Điền hành kiện cười, nếu thế thì để ta mời muội đi ăn vậy. Mễ Lan do dự một lúc, rốt cuộc đứng lên hừ một tiếng, nói, dù sao cũng là ăn cơm miễn phí, ta muốn tới khách sạn Ismail. Khách sạn Ismail ở Galipan là khách sạn 7 sao, lấy xa xỉ xa hoa mà nổi danh. Khi chiến tranh còn chưa nổ ra, đây là nơi tụ hội tốt nhất của những quý nhân, nhưng bây giờ đến khách sạn tiêu tiền hầu hết đều là các sĩ quan cao cấp. Những vị quý nhân nào hễ có thể chạy là đã lập tức vọt về tinh vực trung ương rồi. Điền hành kiện cười sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề, sư mùi thân ái của ta. Mễ Lan bây giờ dường như đặc biệt dễ thẹn thùng, vừa nghe mấy chữ này thì trên mặt lại đỏ ửng lên, oán giận nhìn Điền hành kiện một cái, bỏ lại một câu, ngươi đi ra ngoài chờ ta, ta đi thay quần áo, rồi xoay người chạy mất. Điền hành kiện đứng ở cửa tòa nhà đợi suốt một giờ mới thấy Mễ Lan đi ra. Nàng mặc một cái váy ngắn, một chiếc áo trắng viền hoa cùng một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, đôi chân thon dài trắng nõn đi một đôi giày thủy tinh cao gái, dáng điệu nhẹ nhàng khoan thang, vô cùng đáng yêu, từ trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một sắc thái mê người điền hành kiện mặc quân phục của trung úy lục quân cảm thấy mình đứng cạnh mễ lan trong chẳng khác gì một gã nhà quê đi ra khỏi cửa mễ lan ngoắt tay gọi điền hành kiện trong tay nàng đang có chìa khóa của một chiếc ô tô bay mễ lan nói ta vừa đi tìm sư phụ mượn xe đi tới bãi đổ xe vừa nhìn thấy xe của bô xeo mập mập lập tức choáng váng đó là một chiếc xe mui vải sản xuất vào khoảng những năm 2030 cũng thuộc dạng đồ cổ như ma thú ba vậy chiếc xe này liệu có thể khởi động được hay không cũng đã là một vấn đề khá lớn Tuy nhiên do nhất thời không có cách nào đi mượn xe của những người khác nên hai người đành nhìn nhau mà cùng bước lên chiếc xe bay này. Máy tính trong xe hiện ra bản đồ điện tử, sau khi chọn điểm đến, chiếc xe rung lên nhẹ nhẹ, cuối cùng thì cũng bay lên khỏi mặt đất trong tiếng cầu khấn của hai hành khách. Chiếc xe cổ lỗ sĩ bay ra khỏi học viện, hòa vào dòng xe tấp nập trên trời. Mười mấy phút sau, chiếc xe bẻ lái rẽ vào một con đường uốn lượn đi lên một ngọn núi nhỏ, vài phút sau, hai mắt điền hành kiện sáng ngời, giữa đỉnh núi, một khách sạn xa hoa trắng lệ đã xuất hiện trước mắt trong bãi đổ xe đã đổ đầy các loại ô tô bay cao cấp gửi xe xong điền hành kiện và mễ lan vừa mới đi tới cửa khách sạn đã bị người ta ngăn lại một nhân viên lễ tân bộ dạng lạnh lùng lịch sự hỏi xin ngài thứ lỗi xin hỏi ngài đã đặt bàn chưa điền hành kiện sửng sốt hỏi đã hết bàn rồi sao nhân viên lễ tân nở một nụ cười giả tạo nói đúng vậy thưa tiên sinh hôm nay khách sạn chúng tôi phải tiếp những vị khách đặc biệt cho nên không thể tiếp đãi những người không đặt bàn trước Do khách sạn có những vị khách đặc biệt nên từ sáng sớm, phòng quản lý đã có chỉ thị ngoại trừ khách quen ra thì những người khách khác đều không tiếp. Huống hồ, khách sạn Ismail nằm trong chuỗi các khách sạn cao cấp nhất liên bang, người tới đây tiêu tiền đều là hạng có máu mặt, nếu không thì đừng mong bước được qua cửa khách sạn. Nhìn một gã trung úy như điền hành kiện mà cũng dám tới khách sạn Ismail, nhân viên lễ tân thực ra còn bội phục dũng khí của hắn, đúng là không biết thì không sợ, phải biết rằng, một món ăn trong khách sạn này cũng phải bằng mấy tháng lương của một trung úy rồi. Mấy nhân viên lễ tân đứng ở cửa như muốn bật cười, khi nhìn thấy chiếc xe mui vải kiểu cổ từ xa, lúc ấy bọn họ còn tưởng đó là một vị đại nhân có sở thích quái lạ, bởi dẫu sao chiếc xe này cũng quá khác người. Không ngờ đó lại chỉ là một gã trung úy mang theo một cô nương xinh đẹp không biết đã bị lừa gạt như thế nào nữa. Người như vậy mà cũng muốn vào khách sạn Ismail làm anh hùng khiến bọn họ cảm thấy thật buồn cười. Mễ Lan đứng bên cạnh thấy bộ dạng lúng túng của mập mạp thì mỉm cười, nói với nhân viên lễ tân, chúng ta đã đặt bàn rồi, ta tên là Mễ Lan, ngươi có thể kiểm tra đi. Nhân viên lễ tân dò lại trong danh sách điện tử, quả nhiên có tên của Mễ Lan, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép tránh đường. Mập mạp không ngờ mình mời người đi ăn mà lại không biết quy củ, may là Mễ Lan đã sớm đặt bàn, nếu không thì đã thật xấu hổ rồi. Phòng ăn được chia thành hai bộ phận, bên ngoài là tiểu sảnh, chủ yếu tiếp đãi khách bình thường, thích hợp cho nhóm từ 4 người trở xuống, ở giữa là một đại sảnh có vách ngăn thủy tinh, bên trong không hề có ai, tuy nhiên chỉ cần nhìn qua các việc sắp xếp trên các bàn ăn thì ai cũng biết trong đó đã được bao trọn rồi. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Điền Hành Kiện và Mễ Lan được dẫn tới một bàn ở cạnh cửa sổ, vị trí rất đẹp, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn được toàn cảnh Galipan, đây có thể xem như là vị trí tốt nhất trong tiểu sảnh rồi, thật không biết Mễ Lan đã dùng thủ đoạn gì mà đặt được vị trí này. Mễ Lan nhẹ giọng hỏi, mập mạp, đây là lần đầu tiên ngươi tới đây sao? Điền Hành Kiện nói, đúng vậy, không ngờ lại lắm quy định như vậy. Mễ Lan cười giảo hoạt, vậy ngươi phải chuẩn bị cho tốt đi, lát nữa ăn xong mà không đủ tiền trả thì chuẩn bị ở lại đây rửa chén trả nợ nhé. Đối với điểm này, Điền Hành Kiện lại không chút lo lắng, trong tài khoản của hắn vẫn còn mấy trăm nghìn cha mẹ để lại, mặc dù không phải là nhiều nhưng mà ăn bữa cơm chắc chắn cũng không thiếu. Trong tiểu sảnh vốn đã đầy người nhưng dường như đều không có tâm trạng ăn uống, đều đang đợi một điều gì đó. Những món ăn mà Mễ Lan gọi nhanh chóng được đưa lên, bánh mì trắng, một đĩa gan ngỗng vỗ béo thượng hạng, ốc sên nướng và súp măng tây. Đây đều là những món ăn tiêu biểu của ẩm thực nước Pháp ở trái đất cổ đại, cực kỳ tinh tế, những món ăn kinh điển này thì ngoài khách sạn Ismail ra thì bên ngoài đều không hề có. Ngoài ra Mễ Lan dường như biết mấy món ăn này đối với mập mạp là không đủ no nên còn gọi riêng cho hắn một đĩa thịt bò biết tết lớn. Hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì một đoàn người đi vào đại sảnh có vách thủy tinh che, nhìn thấy những người này, những người trong tiểu sảnh đột nhiên đều đứng lên, một số người lập tức lấy ra camera và máy ảnh, vội vàng chấp lấy những hình ảnh quý giá, do mọi người đều đứng lên che hết tầm nhìn của mập mạp, cho nên hắn không thấy được người đến rốt cuộc là ai, nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tập trung vào việc quyết đấu với miếng thịt bò trong đĩa này trên màn hình ảo ở giữa phòng ăn đang phát lại nghi thức long trọng nên đón những binh sĩ vừa được giải cứu ở Kato khi đến cảnh tàu vận tải đáp xuống phi trường người phóng viên đứng trước ống kính kích động nói mọi người hãy xem chiếc tàu vận tải mang theo những anh hùng của liên bang đã an toàn trở về thời khắc xúc động này liên bang lê rây nên đón những đứa con anh hùng trở về trên màn hình thượng tá bút đi hơi lão đảo xuất hiện trước cửa tàu vận tải trong phòng ăn đột nhiên bộc phát ra những tràng hoang hô vang dội khiến mập mạc hoảng sợ vội ngẩng đầu lên khi thấy những hình ảnh trên màn hình thì hắn bật cười khi đó hắn đang ngồi trong khoang tàu, từ chối yếu cầu của thượng tá Púc rồi đẩy anh ta ra ngoài. Bây giờ ngồi ở chỗ này xem lại cảnh tượng lúc đó khiến mập mạp có một loại cảm giác kỳ diệu, tự như thời gian đang đảo ngược ngay trước mắt. Ống kính chuyển sang màn hình lớn bên cạnh tàu vận tải, trên đó đang chiếu những tư liệu về thượng tá Púc. Đoàn người nên đón đồng thanh hô lớn, Púc, ngài là anh hùng của chúng ta. Ống kính zoom lại gần, Púc đứng ở cửa, đôi môi run rẩy nói không ra lời. tràn cảnh nồng nhiệt trước mặt khiến nước mắt hắn chảy dài. Một người mặc quân phục thượng tá bước lên phía trước, ông chặt lấy Phúc Lời thuyết minh của phóng viên có chút ngẹn ngào, hắn nói, nhìn đón thượng tá Phúc là người bạn thân nhất anh ta, bọn họ đã cùng phục vụ trong quân đội hơn 10 năm, là những chiến hữu thân thiết nhất. Cái ông của hai người đồng đội lúc đó là cương liệt, là nồng nhiệt, khi bọn hắn tách ra, vị thượng tá kia thối lui hai bước, trang nghiêm chào theo nghi thức quân đội, tiếng nói của hắn bỗng dị thường rõ ràng, thiếu chút nữa ta đã mất đi ta người bạn tốt nhất. Liên bang cũng suýt mất đi một chiến sĩ ưu tú nhất. Thượng tá Phúc, hoan nghênh ngươi quay lại, trên màn hình cúc đứng nghiêm hoàng lễ nước mắt rơi xuống nhưng hắn lau đi rất nhanh nước mắt vừa rơi vừa lau hắn cuột cường cố gắng khống chế bản thân hai con mắt tràn đầy những tia máu những hình ảnh chân thực trên màn hình khiến mọi người nước mắt chảy ròng ròng rất nhiều người khóc nấc lên thành tiếng đây là quân nhân một quân nhân thà đổ máu chứ không muốn rơi lệ một quân nhân chân chính kiên cường ống kính chuyển qua những binh sĩ đang xếp hàng nghênh đón nước mắt đã chảy nhưng họ vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích như hàng trăm cây tùng cao vút chỉnh tề và trang nghiêm Xếp thành hàng đầu của đội hình là một hàng tướng quân, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng, quân hàm thượng tướng lóng lánh trên vai, bọn họ cũng giống như binh lính bình thường, ứng ngực vương vai đứng nghiêm theo quân lễ tiêu chuẩn nhất, tướng quân Bernardo đứng trước đội hình, ngẩng đầu, hô lớn, toàn thể binh sĩ. Chào, bá, toàn thể đội hình phất tay lên chào, chỉnh tề, đồng loạt, uy vũ, hùng tráng, đây là tiếng chào của quân đội quốc gia, rung động lòng người, giọng nói của tướng quân Bernardo đột nhiên vang lên giữa phi trường, thượng ta phúc. Quân đội liên bang vì ngài mà kiêu hãnh. Điền hành kiện lặng lặng nhìn Phúc trên màn hình Nhìn người quân nhân đã có cống hiến rất lớn cho toàn thể đội ngũ Nghe hắn dùng thanh âm run rẩy nói hai chữ Cảm ơn Điền hành kiện cúi đầu Hai mắt hắn chơi đỏ lên Hắn phải rất may mắn mới có thể đưa bọn họ trở về Trong phòng ăn vang vọng lời thuyết minh Ẩn chiến hữu của người anh vừa kính chào thượng tá Phúc Được nhìn thấy những quân nhân này Chúng ta tin chắc Chiến tranh nhất định sẽ chấm dứt, sẽ chấm dứt bằng thắng lợi vĩ đại của liên bang Lê Rây. Có những người vệ sĩ trung thành này, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể đánh bại chúng ta, có những chiến sĩ dũng cảm như thượng tá phúc liên bang nhất định cuối cùng sẽ thắng lợi tiếp theo lần lượt từng binh sĩ xuất hiện trên màn hình nghi thức tiếp đón còn đang tiếp tục Mỹ lan nhìn điền hành kiện nhẹ giọng hỏi khi đó người ở nơi đâu điền hành kiện biết người bạn tốt của ni này không có khả năng không biết những việc mình làm ngẩng đầu nhìn màn hình ảo cười nhìn thấy chưa ở chỗ đó đấy đối diện với ống kính là một nữ binh đang chạy về phía người thân ông chầm lấy cha mẹ cả gia đình họ khóc như lê hoa đái vũ rất nhiều khách hàng trong tiểu sảnh chứng kiến hình ảnh này đều rơi lệ nhưng mà Mễ Lan nhìn theo ngón tay của mập mạp thì lại không nhìn được cười, bên cạnh tàu vận tải có một người đang lén lút chạy ra xa, hai người đang nhìn nhau cười, bỗng một tiếng nói truyền đến, đứng lên, ai cho các ngươi ngồi ở chỗ này chứ? Điên Hành Kiện và Mễ Lan ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện một đám người cũng trạc tuổi bọn họ đang đứng bên cạnh từ lúc nào không biết, người vừa nói chính là trong đó một quần áo sang trọng, vẻ mặt ngạo mạn, bộ dạng rõ ràng là một gã công tử bột, thấy cả hai ngẩn người ra, gã công tử bột nói, một trung úy nho nhỏ cùng một ả đàn bà không có chút đồng tình tâm, thậm chí còn dám cười nhạo anh hùng mà cũng xứng ngồi ở vị trí này sao? Mau cút ra ngoài, nơi đây không chào đón các ngươi. Những lời này quá xúc phạm, Mễ Lan không nhìn được cả giận nói, ngươi bị mù sao? Người nào cười nhạo chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi đuổi chúng ta đi? Một cô gái xinh đẹp đang ôm tay gã công tử bột kia lạnh lùng nói, chỉ dựa vào việc miêu là con trai của giám đốc khách sạn Ismail này là đủ rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, cả đám người cùng chăm biếm nhìn mập mạp và Mễ Lan. Miêu càng thêm đắc ý, nguyên lai, like, cha của Miêu mở tiệc chiêu đãi một số vị khách đặc biệt mà hắn vốn rất muốn tham gia nhưng do tính tình hấp tấp nông nổi nên bị giao trách nhiệm ngồi trong nhà. Tất nhiên hắn không chịu ở nhà mà liền hẹn một đám bạn bè tới khách sạn, muốn ở tiểu sảnh bên ngoài tìm một vị trí để xem một chút, nhưng không ngờ khi tới khách sạn thì các bạn trong tiểu sảnh đều đã kín, vị trí hắn thường ngồi cũng bị một người dùng thẻ VIP đặt mất. Cảm giác mất mặt trước bạn bè khiến hắn không nhìn được bèn đi tới vị trí thường ngồi của mình xem ai đã đặt trước, muốn xem rốt cuộc là ai đến chỗ này đi ăn, không ngờ lại chẳng phải là một vị quý nhân nào mà lại là một lục quân trung úy nho nhỏ và một nữ nhân, đang cảm thấy tức giận thì đột nhiên nhìn thấy hai người kia nhìn màn hình mà cười, hắn liền lập tức mượn chuyện này để nói chuyện của mình, muốn đuổi hai người này đi, nghe cô nàng kia nói, Điền Hành Kiện cũng không khách khí, Trào Phúng nói, con trai của giám đốc khách sạn thì sao? Có thể bảo khách hàng cút đi ư, gã công tử Miêu Vinh Váo nói, đừng nói là một trung úy, dù có là một trung tá, ta muốn hắn cút, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cút ra khỏi nơi này mà thôi. Điền hành kiện bật cười, hai tay xoa xoa ngực, dùng giọng điệu khiêu khích hỏi, a a, à, vậy nếu ta không đi thì sao? Ngươi định cắn ta chắc. Mễ Lan nghe mập mạp nói vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, bèn véo mập mạp một cái. Miêu lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Không hồn thì hay nghe lời tự đi ra ngoài, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải bò ra ngoài, ngươi tin hay không? Nếu như là trước kia, khi chưa từng trải qua chém giết, có lẽ mập mạp sẽ nhìn, nhưng bây giờ mập mạp tuy vẫn sợ chết nhưng lại không sợ phiền phức trải qua mấy phen gió tanh mưa máu trên chiến trường khiến những kẻ trước mặt này đối với hắn mà nói căn bản là không hề có uy hiếp hơn nữa hắn cũng đang bực mình bèn lắc đầu nói không tin tiên ôn ao sớm đã kinh động tới quản lý khách sạn khi hắn ta thấy con trai của giám đốc đang cãi nhau với khách thì không khỏi thầm kêu khổ những vị khách hôm nay đều rất đặc biệt hắn cần phải nhanh chóng xử lý việc này nhưng mà vì tính tình của vị thiếu gia nhà hắn lại chẳng khác gì con lừa ương bướng khó bảo xem ra chỉ có thể xử lý gã trung úy kia mà thôi hắn liền chủ động đi tới nghiêm mặt nói với điền hành kiện ta là quản lý của khách sạn xin mời các ngươi lập tức đi ra ngoài thấy gã quản lý này chẳng cần biết đúng sai gì đã đuổi mình đi lửa giận của mập mập lại càng bốc cao đập bàn quát con mẹ nhà nó chứ đã thế hôm nay ông mày cứ ngồi ở đây đấy một khi xúc động phẫn nộ thân thể mập mập liền bị andernen kích thích đến phát run đây là vấn đề sinh lý từ nhỏ của hắn khiến hắn cũng chẳng rõ bản thân là đang sợ hãi hay kích động nữa Miêu nhìn thấy mập mập cả người run rẩy tưởng rằng hắn sợ hãi thì không khỏi bật cười chăm chọc nếu đã mạnh miệng như thế thì đừng có sợ chứ, sao ta thấy ngươi cứ rung lên bần bật vậy, rồi xoay người nói với gã quản lý, kêu người ném hai cái thứ rác rưởi này ra ngoài cho ta. Khi thấy Điền Hành kiện cao giọng quát, gã quản lý sợ đến vả mồ hôi, mặc dù có vách thủy tinh cách âm nhưng cũng không thể giấu được chuyện lộn xộn như thế này, hắn biết có nói nữa cũng vô ích, vừa nghe Miêu ra lệnh liền nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám bảo vệ đứng quanh, Điền Hành kiện cố nén lửa giận, cười lạnh nói, các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ta khuyên các ngươi đừng làm việc ngu ngốc này, nếu không thì đừng trách ta nổi điên. Đám bảo vệ đâu thèm để ý tới sự uy hiếp của hắn, mười mấy gã đô con cùng ùa lên, thực hiện công việc mà bọn họ quen tay nhất, cố gắng giải quyết phiền toái thật nhanh, tránh gây ảnh hưởng tới các vị khách bên trong, nhưng bọn họ sao có thể đối mặt với một gã bộ đội đặc chủng. Mập mạp vung tay tác mạnh vào mặt một gã bảo vệ đang xông tới khiến hắn bị đánh văng ra như một bao cát, ngã vật xuống đất, miệng đầy máu tươi tiếp đó mập mạp xoay người đá ra một cước hất tung gã bảo vệ thứ hai ra ngoài đụng đổ vài cái bàn mới dừng lại cùng mình nằm bẹp trên mặt đất ngay cả một tiếng trên rỉ cũng không kêu được hai động tác nhanh như chớp chỉ mất có một giây đồng hồ mọi người xung quanh chỉ biết trận mắt há mồm mấy gã bảo vệ còn lại thì sợ đến hồn phi phách tán dồn thành một đám không ai dám xông lên hai người vừa rồi chính là đội trưởng và đội phó có thân thủ tốt nhất vậy mà gã trung úy kia chỉ mất một giây đã giải quyết xong giờ bọn họ xông lên chẳng phải là chịu chết sao có một kẻ không may bị phía sau xô đẩy, lỡ chân xong tới liền bị điện hành kiện đấm một phát giữa mũi, máu me be bét, ông mặt sụn xuống một chỗ. Mập mạp hung tận nói, con mẹ nó, còn ai dám tới nữa không, đây mới chân chính là diễu võ dương oai. Một lúc lâu sau cũng không ai dám trả lời, cả đám thanh niên xung quanh và gã quản lý đều kinh hãi, căm bạc như hến, bạn gái của Miêu lại càng run sợ, hoảng hốt trốn ra sau lưng của Miêu, cuối cùng thì bọn họ cũng biết mình đã chọc vào một tên quái vật. Mọi người trong tiểu sảnh cũng dần chú ý sang đây Khi chứng kiến động tác của mập mạp chỉ cảm thấy một từ Rung động Gã trung úy lục quân này như đang phát hỏa Giống như bạo long thịnh nộ Cả người sát khí Hai gã bảo vệ có thân thủ tốt nhất vừa mới xông lên đã bị đánh cho không biết sống chết Một cái bạc tay và một cú đá kia mạnh đến đáng sợ Âm thanh khi đánh lên người hai gã bảo vệ kia khiến cho người ta kinh hồn tán đảm Sức mạnh và tốc độ kinh khủng đó căn bản là không thể nào ngăn cản Chỉ cần hơi tưởng tượng mình bị dính một đòn như thế thì ai cũng lạnh hết cả người Mễ Lan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mập mạp phát hỏa, nàng chưa bao giờ biết cái tên mập mạp nhìn mặt có vẻ rất hiền lành này lại có sức lực lớn đến như vậy, bình thường thì ai cũng có thể bắt nạt hắn, nhưng khi hắn nổi điên lên thì lại hung dữ đến mức không dám nhìn gần. Người này, thật sự chính là tên mập mạp mà nàng có thể tùy ý bắt nạt cũng chỉ biết vân vân dạ dạ sao? Liên tưởng đến cảnh mông mình bị mập mạp đánh, khuôn mặt Mễ Lan lại đỏ rần, hai tay nóng rực, Mễ Lan bối rối che mặt, lui lại sau lưng Điền Hành Kiện, nàng cảm thấy tấm lưng rộng rãi này như một bức tường thành, rất trắng chắc, rất an toàn. Lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi nóng nảy chen vào giữa, nổi giận đùng đùng hỏi, kẻ nào dám quấy rối ở đây? Bỗng hắn nhìn thấy viên quản lý nọ liền nắm lấy cổ áo người kia, quát, người đang làm gì vậy? Không biết hôm nay có khách sao, lời còn chưa dứt, người này đã nhìn thấy Miu đứng bên liền không chờ viên quản lý trả lời đã tác cho Miu một cái nổ đom đóm, giận dữ nói, thằng khốn này, ta bảo ngươi ở nhà, vậy mà ngươi lại chạy tới đây gây chuyện là sao? Đương nhiên, đây chính là chủ nhân của khách sạn Xmail, cha của gã công tử bột Miu tuy miêu bị ăn một cái tác nhưng lại vui mừng như gặp được cứu tinh vội vàng làm ra vẻ đáng thương mà nói ra chuyện vừa rồi tất nhiên là không quên thêm mắm dặm muối biến điền hành kiện và mễ lan thành hai kẻ rác rưởi dám nhạo bán anh hùng còn hắn lại thành người công dân chân chính bên vực kẻ yếu cha của miêu vốn hiểu rõ con mình sao có thể không rõ tâm tư trong lòng hắn bèn trừng mắt nói lát nữa về nhà ta sẽ xử lý ngươi sau rồi quay đầu sang hỏi nhân viên quản lý miêu nói thật chứ gã quản lý nào dám nói không phải, huống hồ ít nhất bề ngoài cũng đúng là như vậy, liền lập tức gật đầu nói, đúng vậy, thưa ngài Joseph. Joseph quay đầu, lạnh lùng nói với Điền Hành Kiện, bây giờ ngươi tự mình lăn ra ngoài hay là muốn ta kêu người ném ngươi ra ngoài, con mẹ nó, hóa ra cũng là cùng một dục với gã chó con kia, Điền Hành Kiện giận quá hóa cười, nhúng nhúng vai nói, thôi, đành phiền ngươi kêu người ném ta ra ngoài vậy. Joseph chưa từng thấy gã trung úy nào cùng vọng như vậy, phải biết rằng, hắn bình thường giao tiếp đều là những nhân vật cỡ tướng quân, mà cho dù là những tướng quân đó thì cũng chưa từng có ai ở trước mặt hắn lại vô lễ như vậy. Lão nháy mắt với hai gã vệ sĩ bên người một cái, hắn quyết định phải cho tên trung úy đáng ghét này một bài học, vệ sĩ của hắn đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, ăn đứt đám bảo vệ bình thường. Tên mập mạp đáng ghét này nhất định phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình nói về tốc độ, Điền Hành Kiện có một đôi tay nhanh nhẹn trời sinh, nói về sức mạnh, tập luyện trong phòng trọng lực làm cho Điền Hành Kiện có lực tay rất lớn, hai tay hai chân như bốn quả chu y sắt hung mảnh vô cùng hai gã vệ sĩ vừa tới gần điền hành kiện liền lao lên nghênh đón như mảnh hổ vô mồi tốc độ nhanh đến cực điểm gã vệ sĩ thứ nhất chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhoáng lên vội vàng lấy tay ngăn trước mặt thì một tiếng rắc vang lên cú đá của điền hành kiện đã nện lên tay hắn khiến hắn bật lùi về sau vài bước mới miễn cưỡng đứng lại được sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là cánh tay của hắn đã bị đá gãy điền hành kiện lắc mình tránh cú đá vào hạ bộ của gã vệ sĩ thứ hai tay phải chọc lấy mắt cá chân khuỷu tay trái như một quả chủ y sắc hung hãn đánh vào tiểu phúc đối phương khiến gã vệ sĩ kia nằm cuộn lăn ra đất, đau đến vả mồ hôi. Điền hành kiện vỗ vỗ tay, nhìn Joseph mỉm cười, muốn ném ta ra ngoài, chỉ sợ ngươi phải tìm thêm vài người nữa cơ. Sắc mặt Joseph trở nên tái xanh, hắn không ngờ hai gã vệ sĩ của mình lại không chịu nổi một đòn của mập mạp. Đúng lúc đó, hắn bỗng thấy một vị trung tướng đáng đi lại gần. Joseph cười khổ nói với vị trung tướng kia, mễ tướng quân, thật sự là xin lỗi, ngài xem. Trung tướng khoát khoát tay ra hiệu cho Joseph ngừng nói, đi tới trước mặt điện hành kiện, giận dữ hừ một tiếng, nói, hay cho một trung úy lục quân, thể diện của quân nhân liên bang đều bị ngươi cạo sạch rồi. Nhìn thấy một tướng quân, Điền Hành Kiện chỉ biết trận tròn mắt, những người khác hắn không sợ, nhưng trước mặt lại là một tướng quân, cho dù bản lĩnh của hắn có cao đến đâu cũng vô dụng, đây đúng là thiên địch, đang nắng mềm thì lại đụng phải rắn, thật đúng là xui xẻo hết cỡ. Mập mập lúng cúng, đang muốn giải thích thì vị trung tướng kia còn chẳng thèm nhìn hắn một cái đã phất tay cho vệ binh áp giải hắn đi, nói, đưa người này tới chỗ hiến binh, trừng trị nghiêm khắc, đúng lúc đó, bỗng nhiên có hai nữ binh tách đám người đang ngăn trước mặt điền hành kiện ra đồng thanh nói ai dám đầu óc điền hành kiện choáng váng người dám hò hét trước mặt một trung tướng như vậy không ngờ lại là mỹ đoá và nia tiếp đó lại càng có thêm nhiều người cùng đi tới trước mặt điền hành kiện nghiêm mình cúi chào sau đó đứng ngăn ở trước mặt hắn đây đều là những binh sĩ vừa được giải cứu giờ đang là những anh hùng liên bang 270 người không thiếu một ai đến khi thấy thượng tá phúc cúi chào gã trung úy mập mạp rồi xoay người nói với trung tướng hắn sai chúng ta cùng chịu phạt rồi yên lặng đứng bên mập mạp thì tất cả mọi người đều chấn động Mấy gã phóng viên lập tức ý thức được đây nhất định sẽ là một quả bom tấn trên các mặt báo ngày mai. Trong phòng ăn không còn một tiếng nói, chỉ có ánh đèn flash điên cuồng nhấp nháy, khiếp sợ, nghi hoặc, phẫn nộ, khó tin, lúc này trên mặt Joseph và vị trung tướng kia có đủ các vẻ biểu cảm lẫn lộn. Trung tướng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, những binh sĩ được vạn người ngưỡng mộ này tuyệt đối sẽ không vì một gã trung úy không quen không biết mà có hành động này. Hắn thầm cười khổ, nếu chịu khó nghe mập mạp giải thích, nếu không có hai nữ binh lỗ mãng kia, có lẽ chuyện này sẽ không khó xử như bây giờ. Đột nhiên, trung tướng bỗng nhìn thấy một người đang lấp ló đằng sau, sự xuất hiện của người này làm cho trung tướng không biết nên khóc hay cười, quát, Mễ Lan, ngươi ra đây cho ta. Mễ Lan không ngờ mới ló đầu ra xem một cái đã bị phát hiện rồi, nghe tiếng kêu của trung tướng, nàng biết có tránh cũng không nổi, đành cúi đầu đi ra, nhăn nhó đáp, cha. Miêu cùng đám bạn của hắn vừa nghe thấy Mễ Lan xưng hô với trung tướng như vậy thì thiếu chút nữa đã cùng nhau ngất xỉu, bọn họ biết lần này gây đại họa rồi, một trung úy không ngờ lại có thể làm cho những anh hùng liên bang cùng chịu phạt, mà mỹ nữ bị miêu mắng thành rác rưởi không ngờ lại là con gái của trung tướng cha của mễ lan trung tướng liên bang mỹ kỳ nói với điền hành kiện thượng tá phúc mau theo ta sang đây các ngươi nợ ta một lời giải thích nói xong liền dẫn mễ lan đi tới một góc của phòng ăn điền hành kiện cảm kích nhìn phúc cùng những chiến hữu từng đồng sinh cộng tử suốt 20 ngày thấp giọng nói cảm ơn mọi người thượng ta phúc thượng giáo mỉm cười chúng ta rất vinh hạnh có thể làm một việc giúp ngươi cho dù phải chịu khổ tới đâu cũng đáng không có ngươi sẽ không có chúng ta tiếng nói của hắn không lớn nhưng cũng đủ để lọt vào tai đám phóng viên, khiến đầu óc bọn họ điên cuồng xoay chuyển, nguyên lai like đại đội trưởng thần bí kia lại chính là gã trung úy ở ngay trước mắt, giữa phòng ăn yên tĩnh, tiếng nói của Phúc càng lúc lại càng rõ, cùng ngài chịu phạt là quyết định của tất cả mọi người, ngay từ giây phút gặp nhau, chúng ta đã là những người anh em đồng sinh cộng tử rồi, kể cả Joseph, Miu và cả đám bạn bè của hắn, nhất là những vị khách xung quanh và các phóng viên, ánh mắt bọn họ nhìn gã trung úy lục quân trước mặt tràn ngập kính sợ, khâm phục, sùng bái. Những tù binh liên bang vừa được giải cứu là anh hùng, mà người đại đội trưởng bộ đội đặc chủng có thể bằng thực lực bản thân dẫn dắt mọi người chạy thoát còn có thể đưa ra bộ chiến cuộc thôi diễn có tính chất quyết định lại càng là anh hùng trong những anh hùng người như vậy sao có thể cười nhạo những chiến hữu đồng sinh cộng tử của mình sao có thể vô duyên vô cớ gây chuyện đánh nhau nhìn thấy điền hành kiện cùng thúc đi về phía trung tướng mọi người đều bàn luận râm ran joseph càng nghĩ càng giận cả người run rẩy nói thằng khốn này người xem mình đã gây ra chuyện gì ta phải đánh chết ngươi không đợi joseph vung tay lên Miêu đã tự tác vào mặt mình, thấp giọng nói, cha, là con đã sai, con xin lỗi. Miêu mặc dù làm người cẩu thả lỗ mãn, cũng có chút ý thế hiếp người, nhưng dù sao cũng là thanh niên liên bang có ba phần nhiệt huyết, sùng bái anh hùng, hôm nay đến đây cũng là vì muốn có thể tiếp xúc với những anh hùng liên bang vừa từ vùng địch hậu trở về. Ai ngờ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, anh hùng lớn nhất đứng ở ngay trước mặt lại bị mình dở trò gây chuyện, bây giờ vừa thẹn vừa hối hận không thôi. Joseph thấy con mình tự tác vào mặt đến sưng phù cả lên thì không khỏi đau xót, trong lòng lão cũng biết tâm địa của miêu dù sao không phải là quá xấu từ nhỏ đã sùng bái anh hùng lần giáo huấn này chỉ sợ trong lòng hắn còn khó chịu hơn cả lão cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng quay đầu bỏ đi nguyên lai like, những vị khách được khách sạn Ismail mở tiệc chiêu đãi hôm nay chính là đội ngũ tù binh vừa được giải cứu còn trung tướng Mỹ Kỳ là đặc sứ do bộ tổng chỉ huy liên bang phái tới nghênh đón do ở tinh vực trung ương đã có dư luận chỉ trích việc trong cảnh toàn dân tổng động viên mà vẫn có những sếp bự tới khách sạn Ismail ăn chơi xa xỉ vì thế, để giải quyết chuyện này, đồng thời nâng cao hình tượng của khách sạn Ismail, Joseph đã phải rất vất vả mới có được cơ hội mở tiệc chiêu đãi những anh hùng liên bang này, nhưng không ngờ lại biến thành như thế này. Nếu ngày mai báo chí đưa tin này lên, khách sạn Ismail sẽ trở thành mục tiêu dè biểu của cả nước. Lúc này, Joseph chẳng còn chút hy vọng nào nữa, qua buổi tối hôm nay, tâm huyết cả đời của lão sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Trung tướng Mỹ Kỳ sau khi nghe phút báo cáo, rồi nghe điện hành kiện và mễ lan kể lại câu chuyện thì cũng đã hiểu rõ nguyên nhân lão trừng mắt với mễ lan một cái rồi quay sang nhìn gã mập mập truyền kỳ một cách cổ quái sau đó ra lệnh cho vệ binh do liên quan đến bí mật quốc gia lập tức ra lệnh phong tỏa truyền bá tin tức tịch thu toàn bộ máy ảnh và camera của các phóng viên tất cả mọi người ở đây đều phải đăng ký thân phận nếu ai dám tiết lộ tin tức sẽ bị đưa ra tòa án quân sự vệ binh cúi chào chuẩn bị rời đi mễ kỳ đột nhiên nói thêm chờ chút nói với ngài joseph chuẩn bị lại tiệt rượu thông báo với các phóng viên và khách hàng rằng lát nữa bọn họ có thể cùng dự tiệc với các anh hùng liên bang vệ binh chấp hành mệnh lệnh rời đi điền hành kiện chỉ cảm thấy như được mở mang kiến thức chẳng trách người ta là trung tướng còn mình chỉ là trung úy trung tướng mễ kỳ làm như vậy là xuất phát từ mục đích bảo vệ anh hùng liên bang chỉ cần nói mấy câu đơn giản đã đem một chuyện cực kỳ phiền toái hóa thành hư không vừa cương vừa nhu mạnh mẽ quyết đoán mặc dù chỉ là trong một khách sạn nhưng khí thế chẳng khách gì so với một tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường Joseph sau khi được biết phương án xử lý của trung tướng Mỹ Kỳ thì thiếu chút nữa đã quỳ xuống cảm ơn, cách này chẳng những vừa giữ được bí mật, lại còn bảo toàn được danh dự của khách sạn Ismail. Những người duy nhất không đồng ý với cách giải quyết này chính là các phóng viên, trang đầu số báo ngày mai sao có thể để mất dễ dàng như vậy được, bọn họ không hẹn mà cùng gây náo loạn một trận, một số phóng viên còn cố lao ra khỏi khách sạn, nhưng chưa chạy nổ hai bước thì đều bị bắt lại. Cuối cùng, đến khi nhìn thấy mấy khẩu súng trong tay vệ binh thì mới tỉnh ngộ, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, tốt nhất là không nên trêu vào quân đội, đành phải ngoan ngoãn chấp hành chỉ có các vị khách bình thường là tương đối vui vẻ họ cũng chỉ tới ăn một bữa cơm mà thôi không nồi chẳng những được gặp vị đại đội trưởng anh hùng trong truyền thuyết lại còn được xem bản lĩnh chiến đấu cao cường của anh ta điều tiếc nuối duy nhất là chuyện tuyệt vời như vậy lại chỉ có thể giữ trong bụng mà không thể chia sẻ với người khác trung tướng Mỹ kỳ đem mọi người tập trung lại ở đại sảnh sau đó tuyên bố chuyện vừa rồi là một trường hợp đặc biệt đây là xuất phát từ việc bảo vệ anh hùng liên bang còn joseph thì nhanh chóng tuyên bố khách sạn mở tiệc mọi khách hàng đều được miễn phí mọi người đều có thể tiếp xúc với các anh hùng. Tin này lập tức làm cho mọi người trong phòng ăn vui sướng không thôi, các phóng viên cũng rất hưng phấn, sự tình về vị đại đội trưởng thần bí kia tuy không thể nói ra nhưng lại có thể phỏng vấn những người khác, cơ hội tốt như vậy biết tìm ở đâu chứ. Tiệc tối được bắt đầu lại, âm nhạc, vũ đạo, đồ ăn, cái gì cần có đều có. Ba cô nàng xinh đẹp mỹ đoá, Mễ Lan và Ni đứng nói chuyện với nhau lập tức trở thành tâm điểm của cả đại sảnh. Mập mạp thản nhiên chen vào giữa, vừa rồi hai cô nàng kia vì hắn mà dám to tiếng với một tướng quân nên mập mạp quyết định anh dũng hiến thân, báo đáp thật tốt tâm tư của phụ nữ rất khó rõ ràng niềm kéo tay mễ lan không thèm để ý tới mập mạp mà xoay người bỏ đi hừ không phải ngươi đang hẹn hò sao bây giờ ta kéo đối tượng của ngươi đi xem ngươi hẹn hò kiểu gì mỹ đoá tính tình dịu dàng đỏ mặt cúi đầu tùy ý để cho mập mạp nắm tay nhưng tay kia cũng không ngừng cấu véo mấy khúc thịt mềm của mập mạp trong miệng còn nói ai cho ngươi hẹn hò với người khác ai cho ngươi hẹn hò với người khác mọi người xung quanh thấy mập mạp vừa kéo tay một mỹ nữ vừa chạy theo hai mỹ nữ khác cũng chẳng thấy kỳ quái người ta là ai chứ, người ta cứu cũng cứu một đám, tán gái cũng tán một đoàn, con mẹ nó đây mới gọi là anh hùng. Nhất là đám người của Miu lại càng bội phục sát đất, ba cô nàng xinh đẹp nhất phòng lại cùng với vị đại đội trưởng kia một bộ ám mùi, hơn nữa mấy cô nàng đó lại đều là nữ binh, lại càng kích thích, nhìn lại bạn gái của mình thì nào có khác gì o xin trong nhà, đây là chênh lệch. Trung tướng Mễ Kỳ đầu phòng to như cái đấu nhìn con gái mình bị nia lôi kéo đảo mấy vòng quanh đại sảnh, Mễ Lan thì vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìn lại gã mập mạp đang chạy theo ông ta đã bao giờ từng nhìn thấy bộ dạng con gái mình trông giống con gái như thế này chứ? Phải biết rằng Mễ Lan xưa nay ở nhà thì ngay cả cha mình cũng bắt nạt, nhưng đáng giận là cái tên trung úy mập mạp kia lại không biết đường hồi báo, lại còn lôi lôi kéo kéo với cả nữ quân y kia nữa, thật đáng giận. Trung tướng tìm đúng cơ hội, một bước tiến lên, tóm lấy gã mập mạp làm mất hết hình tượng của quân nhân liên bang, lôi hắn ra ngoài vườn hoa, ngươi chạy theo con gái của ta làm gì? Vừa đến vườn hoa, trung tướng Mễ Kỳ liền đi thẳng vào chủ đề, ta không có ta là chạy theo người kia. Mập mạp không ngờ trung tướng lôi mình ra đây lại là để hỏi câu này, nhất thời lúng cuốn nói năng lộn xộn. Trung tướng Mễ Kỳ giận sôi lên, cái tên mập mạp hèn mọn này lại dám giải thích như vậy, định biến lão thành tự tác đa tình sao? Lão toét. Ta tận mắt nhìn thấy mà ngươi còn dám chống chế. Ngươi chẳng những chạy theo, mà còn theo vài vòng nữa. Mập mạp trợn tròn mắt, cha của Mễ Lan bây giờ trong đằng đằng sát khí, tự như nếu hắn dám nói ra chỉ nửa chữ không thôi thì lão chẳng ngại cho hắn một phát đạn. Cái đó, ngài nói thế thì đúng là thế vậy mập mập lắp bắp vẻ mặt đầy hoảng sợ mễ kỳ nhìn gã trung úy lục quân trước mặt không biết là nên khóc hay nên cười nói chuyện với một kẻ như thế này thì sợ rằng lão sẽ tức chết mất mễ kỳ trầm mặt một lúc sau đó quay đầu nhìn lại đại sảnh đèn đuốc sáng trưng ở xa xa mễ lan thì đang nhìn về hướng này với vẻ mặt quan tâm lão thở dài nói trung úy có thể đi theo ta một lát không mẹ kiếp ông là trung tướng ta là trung úy có thể nói không sao điền hành kiện gật đầu cùng trung tướng mễ kỳ tản bộ dọc theo con đường nhỏ đầy sỏi trong vườn hoa trung úy ngươi tên là điền hành kiện phải không đúng vậy thưa tướng quân người hán à mễ kỳ cùng điền hành kiện quẹo vào một đường nhỏ khác đúng vậy thưa tướng quân mễ kỳ khoát tay nói đừng gọi ta là tướng quân nữa ở đây là nói chuyện riêng ta cũng là người hán ngươi đã là bạn của mễ lan thì cứ theo truyền thống mà gọi ta là bá phụ bác cũng được vẻ mặt mập mập như vừa trút được gánh nặng hắn sợ nhất là chính thức nói chuyện với một tướng quân thấy tướng quân dễ dãi cũng liền thuận thế trèo lên miệng đầy mùi mật ha ha vâng thưa bá phụ ngươi và mễ lan quen nhau như thế nào trung tướng mễ kỳ hỏi cháu cũng là học sinh của giáo sư bô cùng với mễ lan xem như là sư huynh sư muội mập mập tránh nặng tiền nhẹ đáp hả mễ kỳ kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn tên mập mập không có vẻ gì nổi bật trước mặt hỏi lại giáo sư bô nhận học sinh đòi hỏi rất cao đấy điền hành kiện cười cười cũng không trả lời trên khuôn mặt mập ú lại thể hiện ra bộ dáng ta đầy vốn rất lợi hại khi vừa đến đây, ta cũng nghe nói qua chuyện của ngươi ở bộ chỉ huy rồi. Trung tướng Mỹ Kỳ vỗ vai Điền Hành Kiện, khen ngợi, người đúng là rất khá, có thể đem hơn 200 người chạy thoát trên suốt quãng đường đó, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Trong đó còn vài lần áp dụng chiến thuật lừa địch và phục kích cũng rất tốt, học viện quân sự thủ đô thậm chí còn đang chuẩn bị biên soạn thành trận chiến điển hình để viết vào sách giáo khoa đấy. Điền Hành Kiện có chút thụ sủng nhược kinh, nói, điều này thật quá vinh hạnh rồi, thật ra cháu cũng chỉ làm đại mà thôi. Mễ Kỳ lắc đầu nói, không cần tự xem nhẹ mình. Bộ chỉ huy đã nghiên cứu qua ghi chép chiến trường của bộ đội trinh sát đặc chủng các ngươi, chiến thuật và thủ đoạn lừa gạt hiệu quả của ngươi rất lão luyện. Địa điểm phục kích cùng nắm chắc thời gian, hành động rất chính xác, kế hoạch tác chiến lớn mật, có thể lợi dụng đầy đủ mọi lợi thế trong tay. Là một đội trưởng lính trinh sát đặc chủng, việc một mình ngụy trang và ẩn núp có lẽ rất dễ dàng, nhưng để có thể vận dụng điều này cho cả một đội ngũ trên 200 người thì đã không phải là vấn đề đơn giản nữa rồi người khác nghe khích lệ có lẽ sẽ rất vui nhưng mập mạp thì càng nghe càng kinh hồn tán đảm bản thân được nói tốt như vậy thì nếu lần sau có hành động cùng loại có khi mình sẽ là người thứ nhất được chọn mất mập mạp nhất thời không có cách nào để hạ thấp bản thân xuống chỉ biết liên tục nói may mắn may mắn thôi hai người ngừng lại trước một đài phun nước đỉnh núi ban đêm có vẻ rất tráng lệ trung tướng mễ kỳ cười cười nói lần này ta tới đây một là muốn thăm con gái một chút hai là gặp mặt ngươi không ngờ lần gặp mặt của chúng ta lại xuất hiện trong trường hợp này càng không ngờ ngươi lại là bạn của Mễ Lan. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Điền Hành Kiện có chút xấu hổ, lại nghe Mễ Kỳ tiếp tục nói, Mễ Lan một mình ở lại Galipan làm ta rất lo lắng, một cô gái thường rất dễ bị tổn thương trong chiến tranh. Mễ Kỳ xoay người nhìn thẳng vào Điền Hành Kiện, nói một cách chân thành, ta có thể nhờ ngươi một việc chứ. Mẹ kiếp, mới gặp mặt lần đầu tiên đã đem phiền toái đến cho người ta, không biết có phải là thiếu lễ độ hay không chứ. Mập mập quán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói, đương nhiên là được, đương nhiên là được. Trung úy, chăm sóc Mễ Lan giúp ta, ta không muốn nó bị bất kỳ một thương tổn nào, trong giọng nói của Trung tướng Mễ Kỳ mang một loại cảm giác không thể cự tuyệt. Mập mạp gần như đứng nghiêm theo tiềm thức, lớn tiếng đáp, "Rõ, thưa tướng quân." Tiếng nói vừa dứt, mập mạp thiếu chút nữa đã tự vả mình hai cái bạc tay, cái lão này cuối cùng cố ý đổi sang giọng hạ lệnh, làm cho hắn cũng vô tình lấy thái độ phục tùng mệnh lệnh của một trung úy đối với một trung tướng mà đáp trả. Bỗng có mấy tiếng kêu truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại thì thấy ở ngọn đèn đường cách đó không xa có ba bóng người duyên dáng đang đi về hướng này. Mễ Kỳ nhìn Điền Hành Kiện một cách cổ quái, nhẹ giọng nói, trong vấn đề sinh hoạt cá nhân, chỉ sợ là người phải để ý nhiều một chút, liên bang là quốc gia có chế độ một vợ một chồng, nếu người không học cách từ chối thì sẽ hại người hại mình đấy. Mập mạp rất thành khẩn gật đầu vân dạ, nhưng trong lòng lại hèn mọn nghĩ, đúng là ông già thì biết cái gì chứ. Ba vợ mới là vương đạo. Mễ Lan chạy tới đầu tiên, đỏ mặt kéo tay Mễ Kỳ đi về khách sạn, trong miệng thấp giọng oán giận. Mỹ Đoá và Nê Vốn đã sớm bày tỏ thái độ với Điền Hành Kiện thì liền một trái một phải ông lấy cánh tay của hắn, vừa cấu véo vừa tra hỏi xem cha của tình địch đã nói gì với Mập Mạp. Mập Mạp hơi hiếp mắt, vẻ mặt hèn mọn nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, lặng lẽ cảm thụ lực đàn hồi mười phần từ bộ ngực hai người, dâm đảng nói, ta nhờ trung tướng giúp ta thuê một phòng tổng thống tại khách sạn thôi. Trong đó có một cái giường thật lớn, buổi tối chúng ta không quay về căn cứ, mọi người cùng chơi trò vật lộn trên giường lớn, một mình ta đánh hai người các ngươi, nếu không thì hai người cùng đánh ta cũng được có ngốc mới tin tên mập mạp này dám yêu cầu trung tướng như thế, nhưng Mỹ Đoá và Nia vẫn đỏ bừng mặt, hung hăng nhéo điện hành kiện, nói, phi. Nghĩ tốt nhỉ, muốn chơi ngươi tự chơi một mình đi. Các nàng kéo tay nhau chạy mất, để lại mập mạp một mình trong vườn hoa. Mấy cô nàng này, một mình mình chơi thế nào vui bằng ba người cùng chơi chứ? Mỹ Đoá và ni đương nhiên là không chơi trò chơi trên giường với mập mạp, người ta dù gì cũng là xử nữ, làm sao bỏ qua thể diện mà chơi ba p Tiện nhân trên phương diện này thuần túy là ngu ngốc. Ngày thứ hai, các nàng theo đội ngũ lên chuyến bay trở về thủ đô, trước khi đi hai nữ binh u oán còn đem mập mạp cấu véo tơi bời một trận cho chừa cái tội đầu gỗ. Hai ngày sau đó, Điền Hành Kiện đều đến phòng thí nghiệm phối hợp với A Lan cùng nghiên cứu mấy hạng mục, Mễ Lan mặc dù nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nhưng lúc tức giận vẫn giữ thói quen véo tai mập mạp. Chỉ có điều thần thái không giống chủ nô mà có phần giống người vợ nhỏ canh giữ chồng mình hơn, ánh mắt nàng nhìn mập mạp có vẻ lấp lánh, tràn đầy nhu tình làm cho mập mạp chột dạ, sợ mình nhất thời quản không được thằng em nhỏ rồi hành động nông nổi. Đến lúc đó không chừng trung tướng Mễ Kỳ sẽ cực kỳ quyết đoán đem mình biến thành thái giám mất. Giữa hai người trong khi nghiên cứu cũng vì thế mà xuất hiện một loại không khí mập mờ, khó hiểu. Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, rốt cuộc thì Bernardo cũng phái người mang mập mạp đến phòng làm việc của bộ tổng chỉ huy tiền phương. Phòng làm việc vẫn y cũ, mấy tướng quân vẫn nhìn chằm chằm vào điện hành kiện như nhìn khỉ, trong mắt đều toát ra vẻ kỳ lạ, cổ quái. Sau khi chào nhau theo quân lễ như thường lệ, Bernardo tươi cười đi tới bắt tay điện hành kiện, nói, điện trung úy, người đúng là đã dạy cho ta một bài học đấy, thật sự là không thể nhìn người bằng bề ngoài, anh hùng đi tới đâu cũng vẫn là anh hùng. Bernardo là một sĩ quan chỉ huy nổi tiếng thuộc nhóm xuất thân từ các học viện quân sự của Liên bang Lê Rê, trong nhóm những tướng quân lâu năm cũng được coi là danh tướng. Đặc biệt là trong chiến dịch chống cự trên đại lục tại hành tinh Milok, nhờ có sự chỉ huy trầm ổn, cẩn thận, rất bài bản của ông ta mà mới có thể cầm cự được tới giờ. Ông ta cũng là người đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ chiến dịch, lôi đình do bộ chỉ huy đưa ra, chẳng những tham gia vào việc lập kế hoạch tác chiến mà còn phụ trách chỉ huy lục quân và hàng không bộ đội hàng không bộ đội cũng đại loại như lính dù vậy được đổ bộ từ không trung nhưng tác chiến trên mặt đất do đây là chiến tranh tương lai nên không tìm được từ thích hợp thay thế cho lính dù đành phải giữ nguyên vui vẻ phương án tác chiến vốn rất chính xác nhưng vì kế hoạch bị tiết lộ nên chiến dịch không có được tính bí mật và bất ngờ khiến chủ lực địch trước khi bị bao vây đã kịp chủ động rút lui khỏi các thành thị thoạt nhìn thì liên bang đã chiếm lại được không ít địa phương nhưng vì binh lực phân tán nên về tổng thể chiến lược lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nếu không nhờ thôi diễn của điền hành kiện vạch trần vấn đề này thì chỉ sau vài ngày nữa đến khi quân đội của đế quốc Ga Trần hoàn thành tập kết cùng với việc thần thoại quân đoàn đổ bộ xuống hẻm núi Cathos thì cũng là lúc quân tiên phong của liên bang giống như một con cá bị nắm chặt đầu. Cũng may, Bernardo là một tướng lãnh sáng suốt, khi lão xem qua bộ thôi diễn này liên lập tức phái tới hẻm núi Cathos ba sư đoàn thiết giáp cùng hai đại đội không quân, tăng cường phòng ngự tại đây, thức trắng đêm vạch ra và thực hiện kế hoạch kiếp nổ. Sau khi những mệnh lệnh này được ban ra, các diễn biến tiếp theo khiến Bernardo biết mình đã làm đúng. Bây giờ, đế quốc Ga Trần chỉ chiếm được đèo Pafoli, hai bên lại lâm vào cục diện giằng co. Ngoài ra thì nhìn tình thế một cách tổng quát, hành động của liên bang dẫu sao cũng đã tạo ra được lợi thế nhất định. Do đó trước khi tàu vận tải nhận nhiệm vụ chở tù binh trốn thoát từ lòng địch cất cánh thì mệnh lệnh thứ hai là điều điền hành kiện đến bộ kế hoạch tác chiến đảm nhiệm tham mưu quân sự cũng được ban ra. Lần gặp lại điền hành kiện này, tướng quân Bernardo thật sự rất nhiệt tình, mập mạp vốn là người chỉ cần một tia sáng liền biến mình thành người điện quan, ý nói là nổ, cuối cùng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, biết đường quay lại vỗ mông ngựa tướng quân. Bernardo bị hắn tân bốc thành một chiến thần, còn hắn chỉ là một tên lính quèn dưới sự lãnh đạo anh minh của tướng quân nếu tướng quân không có tuệ nhãn thì dù thôi diễn của hắn có tốt mấy cũng vô dụng hai người một bộ dáng tâm đầu ý hợp thể hiện ra nét anh hùng trọng anh hùng nói tóm lại một tên thì có tuệ nhãn người kia lại là minh châu vậy bernardo mỉm cười mời điền hành kiện ngồi xuống hỏi điền trung úy nghe chu sư trưởng nói ngươi muốn giữ bí mật về chiến công lần này rốt cuộc là vì sao vậy nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của các tướng quân điền hành kiện có chút xấu hổ gật đầu nói làm ra chút cống hiến vì liên bang vốn là điều nên làm những chiến sĩ liên bang chịu đủ mọi hành hạ trong trại tù của kẻ địch mới là anh hùng chân chính ta chỉ là binh lính chấp hành nhiệm vụ cứu viện mà thôi không có tư cách gì nhận thưởng cả lời nói vừa dứt các tướng quân đều cùng cười một là tên mập mạp này thật sự rất biết cách ăn nói hai là chiến lược tuyên truyền của chính phủ liên bang chủ yếu cũng đặt trên những tù binh cùng những thử nghiệm tàn khốc ở trại tù binh nhằm tranh thủ sự đồng tình của xã hội quốc tế cũng như khơi dậy sự phẫn nộ trong dân chúng đối với kẻ thù nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là hành động lần này ngay từ đầu cũng chỉ là chủ trương cá nhân tạm thời của Điền Hành Kiện mà thôi. trong tình huống lúc đó không ai thật sự nghĩ rằng hắn thật sự có thể mang những tù binh này trở về. chỉ đến khi Liên Bang thấy được hy vọng thành công mới bắt đầu dốc toàn lực cho công tác cứu viện, cho nên có rất nhiều chuyện không tiện nói ra. may mà đến thời khắc mấu chốt Điền Hành Kiện lại đưa ra yêu cầu giữ bí mật với sư trưởng sư đoàn số 16 Chu Trí Sâm. sau khi thảo luận, Tổng thống quyết định hết sức bỏ qua phương diện này, làm như chính phủ Liên Bang cũng không kể công hiện nay ở liên bang Lê Rây, bởi vì trạng thái hiện nay của chính phủ cùng quân bộ khiến cho dân chúng rất hào hứng với vị đại đội trưởng thần bí này, khiến cho chỉ số ủng hộ đối với chính phủ và quân bộ liên tục tăng cao. Thứ hiệu quả ngoài dự đoán này làm cho mọi người đều cười không khép miệng, đồng thời cũng đối với gã trung úy này càng lúc càng hứng thú, Bernardo cười ha ha. Nói, Điền Trung úy, mặc dù ngươi yêu cầu giữ bí mật nhưng công lao này ai cũng không thể khiến nó biến mất được, cho nên chính phủ liên bang cùng quân bộ sau khi cẩn thận xem xét đã quyết định trao tặng cho ngươi huân chương tử huy tự do nhằm khen ngợi những cống hiến trọng đại của ngươi trong chiến tranh đương nhiên vì tôn trọng yêu cầu của ngươi nên tắm huân chương này sẽ được chúng ta giữ bí mật mập mạp lại càng hoảng sợ hỏi lại một lần nữa huân chương tử huy tự do nhận được huân chương tử huy tự do là vinh dự cao nhất của một quân nhân liên bang nó có ý nghĩa sau khi xuất ngũ cho dù không có việc làm cũng có thể được liên bang nuôi dưỡng cả đời cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa văn phòng tổng thống hoặc cổng vào bộ chỉ huy tối cao để đưa ra ý kiến cùng đề nghị của bản thân. Ngoài ra nó còn cũng nghĩa bất luận là nguyên soái hay là tướng quân, chỉ cần không mang huân chương giống mình đều phải là người cúi chào đầu tiên nhằm tỏ vẻ tôn trọng đối với người đã có những cống hiến to lớn cho liên bang. Vé cơm miễn phí vĩnh viễn thật sự luôn làm cho người ta động tâm, còn gõ cửa người này người kia hay ai gặp cũng phải cúi chào hắn trước thì mập mạp chẳng thèm quan tâm. Nhưng sau khi Bernardo đeo huân chương cho mình, thấy các tướng quân đồng loạt cúi chào thì loại cảm giác hư vinh này vẫn làm cho tên tiện nhân không tiền đồ như mập mập cười không khép được miệng cho đến khi ra cổng chính ngoài ra tiểu đội một trung đội hai trinh sát đặc chủng đi theo hỗ trợ điện hành kiện đều được trao tặng huân chương cá nhân hạng nhất cùng huân chương tập thể hạng nhất đại đội một được nhận huân chương tập thể hạng hai tiểu đoàn trinh sát được chủng được đặc biệt thăng cấp thành quân đoàn trinh sát đặc chủng nghe nói na đang cực kỳ đắc ý hàng ngày hết xem báo lại đọc sách ngẩn ngơ cả ngày bên cạnh đó việc bổ nhiệm công tác mới cũng đã có kết quả hơn một tháng trước quân hàm của điện hành kiện vẫn được giữ nguyên rồi phân phối tới phòng nghiên cứu số 6 trong bộ tác chiến trở thành tham mưu quân sự có quân hàm thấp nhất trong đó từ trước tới nay trong bộ tác chiến ngoại trừ một số thực tập sinh từ các trường quân sự ra thì ngay cả phụ trách công tác hậu cần cũng là thượng úy tay trung úy tham mưu đột nhiên mọc ra này khiến cho mọi người khá là bất tiện mập mạp thì lại cảm thấy không có gì chỉ cần thấy ai là cứ giơ tay lên trán chào xếp. trưởng phòng nghiên cứu số 6 là một người đàn ông khoảng 50 tuổi dáng người hơi béo tốt vẻ mặt thân thiện thường tá pa Hắn cũng vừa mới tiếp nhận chức vụ trưởng phòng nghiên cứu, người tiền nhiệm của hắn là thượng tá Tham mưu Frederick do giả tạo mệnh lệnh và thông đồng với địch nên đã sợ tội tự sát. Cho nên khi điền hành kiện tới phòng nghiên cứu này đều cảm giác không khí rất quái lạ, những người ở phòng nghiên cứu khác khi nhìn về phía các tham mưu của phòng 6 đều mang theo ánh mắt khinh bỉ và đề phòng, còn những người trong phòng 6 bình thường đều không ngẩng đầu lên nổi, không khí yên tĩnh mà bận rộn, mọi người rất ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ tới khi Park mở cuộc họp nghiên cứu kế hoạch, bọn họ mới mở mồm nói ra được vài câu ít ỏi. Điều này khiến cho trong cả tòa nhà cao tầng của bộ tác chiến, phòng nghiên cứu số 6 trở thành một khu vực u ám, ai cũng không muốn tới, bản thân những người làm việc trong phòng cũng chỉ tới làm qua quyết, không có một chút sinh khí nào. Đối với hoàn cảnh công tác này, mập mạp mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng rất thích thú. Làm việc trong hoàn cảnh thế này một là không ai chú ý, khá an toàn, hai là thời gian làm việc rất thoải mái. Park là một người hiền lành, không nghiêm khắc quá, chỉ cần hoàn thành công việc được giao thì những chuyện khác hắn cơ bản không để ý. Công việc cụ thể của mập mạp là phụ trách phấn phối, tính toán phòng ngự ở các thành thị đang bị vây theo công thức có sẵn. Kiểu tính toán theo công thức này thực ra cũng không thể xem là một công việc quan trọng, chỉ cần chú ý tới độ tin cậy trong số liệu của phương án sau đó đem các số liệu này nhập vào chương trình vi tính là có thể không cần quan tâm nữa rồi, những tính toán khổng lồ còn lại đều do máy vi tính hoàn thành. Mập mạp quan sát một chút thì thấy các phương án phòng ngự hiện có đều là do các phòng nghiên cứu khác làm ra, phòng nghiên cứu số 6 dường như chỉ đảm nhiệm một chút việc vặt thôi, công việc của mập mạp nói chung là rất nhẹ nhàng, ngoài trừ về nhà thì nơi đến duy nhất của hắn là phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu nâng cao tính năng của robot ở nơi này cùng với mỹ nữ vừa mới yêu ở chung một cách mập mờ thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ sau đó bị mỹ nữ đỏ mặt hành hạ khi về đến nhà thì tiếp điện thoại đúng giờ của mỹ đóa và ni chiếm chút tiện nghi trong điện thoại với hai mỹ nữ đối với tên tiện nhân trong lòng không có chí lớn này đây quả thực là cuộc sống thần tiên khi sinh hoạt của mập mập dần dần đi vào quỹ đạo thì hệ thống mạng mô phỏng chiến tranh cũng bắt đầu được khuấy động trở lại có hai nguyên nhân gây ra khuấy động Nguyên nhân thứ nhất là bất bại đại thần nổi tiếng dâm đảng hèn mọn SM01314 xuất hiện trở lại trên mạng, từ đó luôn có đông nghẹt người xem SM01314 chiến đấu. Hơn nữa, lần xuất hiện trở lại này, nhân vật thần bí và hèn mọn kia lại càng mạnh mẽ hơn trước, hàm thích gần người cận chiến, tư thế chiến đấu quái dị mà dâm đảng, có thể làm cho người biên soạn tái tình thất thập nhị chiêu, nói trắng ra là mất lớp, cảm thấy xấu hổ đến chết. Nguyên nhân thứ hai là mạng chiến tranh mô phỏng phiên bản phổ thông sẽ được công khai phát hành tại các quốc gia thuộc xã hội loài người, nói cách khác, cao thủ trên toàn thế giới có thể cùng nhau quyết đấu trong một trò chơi. Công ty khoa học kỹ thuật ưu lực là công ty lớn nhất toàn liên bang về khoa học kỹ thuật, được chọn làm tổng bộ của mạng mô phỏng chiến tranh, được quyền kinh doanh trò chơi này. Công ty này nổi tiếng về chế tạo robot tư nhân, xếp hạng 33 trên quốc tế. Lần này dựa vào ưu thế là xí nghiệp bản địa mà nhận được quyền kinh doanh từ chính phủ liên bang, có thể đẩy vị trí của công ty lên đến top 20 dự toán tài chính cho thấy chỉ sau một năm là đã có thể dựa vào trò chơi này thu về cho liên bang lê Rê mấy trăm tỷ điều này không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim cho liên bang vốn đang chìm trong khói lửa chiến tranh phiên bản phổ thông không giống với phiên bản quân sự của liên bang lê Rê. quân đội đã cắt bỏ các số liệu quân sự cơ mật còn công ty ưu lực đã thành lập hơn 30 tổ công tác dựa trên nền tảng của mạng mô phỏng chiến tranh lấy robot tư nhân làm chủ yếu để xây dựng nên một hệ thống trò chơi mới với tên gọi chiến tranh vũ trụ sự xuất hiện của chiến tranh vũ trụ lập tức khiến cho toàn xã hội loài người chấn động các công ty khổng lồ khác đều biết quyền kinh doanh này chắc chắn không tới tay họ. Liên bang Leyray chắc chắn không có khả năng giao cho các công ty nước ngoài. Dù sao những số liệu mẫn cảm vẫn phải do bản thân mình nắm giữ mới an toàn. Nhưng ít lợi to lớn vẫn khiến cho các công ty này tràn vào liên bang Leyray. Cuối cùng thì sau một phen tranh đoạt kịch liệt cũng đã phân chia được quyền kinh doanh thứ cấp của trò chơi. Gần như chỉ sau một đêm, trên đường phố các thành thị phồn hoa của xã hội loài người trên toàn vũ trụ đều dựng lên biển quảng cáo màu đỏ của chiến tranh vũ trụ các buồn mô phỏng của trò chơi mới phát hành này cũng ồ ạt tiến ra thị trường. đây là trò chơi chân thực nhất, tự do nhất trong lịch sử nhân loại. ngoài một số tình tiết quy định, trò chơi này chủ yếu là tương tác. ngoài thực tế có gì thì bên trong trò chơi cũng có thể thực hiện. độ chân thực của những trận chiến giữa robot, chiến hạm hay giữa các quốc gia đều khiến cho người ta phải sợ hãi. thời điểm trò chơi chính thức đi vào hoạt động đã bắt đầu đến ngược, còn người chờ mong nhất cũng như khoái trái nhất đương nhiên chính là điền hành kiện rồi. Do phòng thí nghiệm là nơi phát triển chủ yếu của hệ thống mô phỏng nên những nhà nghiên cứu khoa học tham gia dự án đều được thưởng theo công trạng. Mập mạp trên danh nghĩa là người đứng thứ hai trong phòng thí nghiệm, nên nếu muốn có một buồng mô phỏng cao cấp nhất quả thực là điều quá dễ dàng. Công ty ưu lực gần như là lập tức chuyển một buồng mô phỏng tới phòng ở của mập mạp. Robot cận chiến đã để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với điện hành kiện, hắn hoàn toàn có thể dự đoán được trong tương lai, chiến đấu trên mặt đất sẽ là thiên hạ của robot cận chiến. Trong chiến tranh, sau khi khoảng cách của pháo đạn biến mất thì người nào có lực lượng cận chiến mạnh, người đó mới là kẻ giành được thắng lợi sau cùng, ai mà không biết điểm này. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chiến tranh vũ trụ trở nên thịnh hành, vô số học viên quân sự cùng với những binh lính dũng mãnh cũng tham gia vào trò chơi mô phỏng này, cùng với các chiến sĩ khác trên toàn thế giới gặt hái kinh nghiệm thực chiến trong quá trình chiến đấu, ý đồ ẩn giấu của liên bang Lê Rây rất đơn giản. Gala Trần không phải là một quốc gia lâm vào chiến tranh triền miên hay sao? không phải có một thần thoại quân đoàn suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ thất bại sao kinh nghiệm chiến tranh của các ngươi phong phú chúng ta liền nhường cho các ngươi phong phú thêm một chút có điều trình độ chúng ta tuy thấp nhưng phát triển kinh nghiệm sẽ nhanh chờ đến khi cả hai chúng ta đều có kinh nghiệm chiến đấu như nhau rồi ưu thế có lẽ sẽ không rõ ràng như bây giờ nữa đâu điền hành kiện gần như đang đến từng ngón tay chờ đợi lúc chiến tranh vũ trụ khởi động có điều khi phải chờ đợi một điều gì đó thì thời gian như dài hẳn ra điền hành kiện đang ngồi trong phòng làm việc chán ngán nhìn những số liệu không ngừng nhảy nhót trên máy vi tính thì đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra mập mạp trong lòng vốn đã không yên lại càng giật mình nhảy dựng lên như một phản xạ xoay người nhìn lại liền thấy một trung tá nổi giận đùng đùng đang đi đến phía sau hắn là cả một đám sĩ quan tham mưu tay trung tá tham mưu nọ đập sắp văn kiện trong tay lên chiếc bàn bên cạnh điền hành kiện giận dữ quát ngươi xem ngươi tính ra cái gì đây hả điền hành kiện ngẩn ra hắn cầm lấy sắp văn kiện nhìn một chút đây là kế hoạch phòng ngự tân la mã do phòng nghiên cứu số 2 đưa tới sau khi trải qua thôi diễn cùng tính toán tổng hợp thì chỉ có một điểm là tương đối phù hợp thực tế những thứ mà tây trung tá kia cầm tới là một phần của bản kế hoạch tệ hại đó hắn lật qua lật lại nhìn cả buổi cũng không thấy bản thân mình sai ở điểm nào nhìn cả đám người đang tức giận cố ý làm bộ khó hiểu gãi đầu hỏi tây trung tá không sai đây là tính toán của ta thứ rác rưởi này ta nhớ kỹ là ai làm vậy mập mạp thầm nghĩ dẫn mặt ông đây nếu đeo huân chương lên thì tướng quân nhìn thấy cũng phải chào trước mấy tên miệng còn hôi sữa như các người đã là cái quái gì mập mập vốn trời sinh có tính cách bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh chỉ cần bản thân có thể bắt nạt người khác thì hắn chưa bao giờ để ý xem có nên bắt nạt hay không đặc biệt trong tình huống đối phương chọc tới mình tiện nhân nói với bộ dáng thành thật trung hậu như thể bản kế hoạch nọ thật sự là rác rưởi còn hắn chẳng qua chỉ là đang thật mà thôi trung tá tức giận đến nổ đông đóm mắt cả đám tham mưu phía sau hắn nhất thời ồ lên một thiếu tá nhảy ra chỉ vào mặt điền hành kiện mắng ngươi nghĩ mình là ai chứ cũng dám nói bản kế hoạch do Trung tá Nhơ làm là rác rưởi sao? Phòng nghiên cứu số 6 lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, các phòng nghiên cứu khác ở cùng tầng trệt cũng đều chạy đến xem, khiến cho phòng làm việc của Điền Hành kiện chất đến mức kiến cũng chui không lọt. Mập mạp vẫn giữ bộ dáng trung hậu thành thật, lắp bắp nói, cái bản kế hoạch vớ vẩn này là rác rưởi mà, ta đâu có nói lung tung. Tay Trung tá Nhơ lại càng giận dữ, tên mập mạp ngu ngu trước mặt này không chỉ không thừa nhận sai lầm, lại còn công nhiên trước mặt mọi người thẳng nhiên nói kế hoạch mình làm là rác rưởi. Trong cơn thịnh nô, hắn nắm lấy cổ áo điền hành kiện quát người có gan nói lại lần nữa xem điền hành kiện làm ra vẻ đáng thương thành thật nói được rồi ta nói bản kế hoạch vốn là rác rưởi mà ta đâu có nói lung tung một số tham mưu đứng bên xem náo nhiệt không nhịn được cười rộ lên tên mập mạp khờ này thật con bà nó quá thú vị cô lô nhơ điên tiết vung một quyền về phía mập mạp không ngờ tên trung úy thoạt nhìn ngu ngu đột nhiên ra tay chặn lại nắm tay của hắn cả nắm tay bị bóp chặt đau đớn giống như bị một chiếc kềm thép kẹp lấy không thể động đậy mập mạp đổi mặt cười lạnh nói, sao thế? Rắm có thể nhìn nhưng tiểu tiện thì không à. Nói kế hoạch của người làm là rác rưởi liền ra tay đánh người sao? Hắn tăng thêm sức lực, vặn ngược cánh tay của cô lô nhờ ra sau. Đau đớn khiến cho cô lô nhờ không thể khống chế bị mập mập dùng tay đè lên bàn. Điền hành kiện ném sắp văn kiện xuống trước mặt cô lô nhờ, cười khẩy nói, nói là rác rưởi ngươi còn không tin, nếu áp dụng bản kế hoạch này của Gurney, ngươi có biết ở tiền tuyến sẽ phải chết thêm bao nhiêu người không? Ngươi thử nhìn bản đồ phòng ngự của mình xem, ngươi không tính toán việc kẻ địch có thể đánh vu hồi mà cứ bố trí trọng binh ở cao điểm ER, bọn chúng chỉ cần một lần đột kích là có thể bao vây toàn bộ binh lực ta ở đây rồi. Ngươi tưởng đánh trận là so xem ai có nhiều quân ở phía trước hơn hay sao? Điền hành kiện chỉ vào mấy số liệu đầu tiên, nói, ngươi tưởng không quân là vạn năng à? Bọn họ có thể không ăn không ngủ được sao? Ngươi dám đem tần số xuất kích của một đại đội không quân lên đến 1.200 lực một giờ, ngươi có ngu không vậy? Lại còn đem lính thiết giáp điều đến phía Tây nữa, cứ coi như không quân có thể làm được như trên, nhưng liệu có thể ngăn cản cả tập đoàn quân đối phương toàn diện đột kích từ cao điểm E đến H không? Mập mập buông cô lô nhơ ra, cười lạnh, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, chiến tuyến hiện nay không phải là chiến tuyến hàng ngang, mà là cài răng lược. Trong địch có ta, trong ta có địch, mà dù có là chiến tuyến hàng ngang thì nếu quân địch đánh thọc sâu, bên ta lại không có hai trung đoàn thiết giáp dự bị mà muốn cầm chân kẻ địch 3 giờ, ngươi nằm mơ à. Ngươi tự tính lại xem, năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi rồi hả? Cô lô nhơ cả giận nói, ngươi nói vớ vẩn không đem binh lực đặt ở khu vực R ER thì căn bản ngăn là không được kẻ địch đánh chính diện, mặt bên vẫn còn có một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa đóng giữ, quân địch sao có thể chỉ cần một lần tấn công là có thể xuyên thủng được chứ? Gã thiếu tá đứng sau cũng cười khẩy phụ họa, nói, một tên trung úy phụ trách theo dõi kết quả máy tính mà cũng dám lên mặt với sinh viên ưu tú của học viện quân sự thủ đô, thế giới này thật đúng là đảo điên hết mất rồi. Lúc này, chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6 ta cũng vừa quay lại, vừa thấy tình cảnh kiếm bạc cung dương thì vội vàng hòa giải, nói nói cô lô và đám tham mưu có gì mọi người từ từ nói chuyện, Điền Trung Úy dù sao cũng vừa mới tới, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, mọi người hãy rộng rãi một chút, các nhân viên của phòng nghiên cứu số 6 cũng hùa vào nói đỡ, sắc mặt cô lô nhờ mới hơi trùng xuống, nhưng cái tên thiếu tá kia vẫn không chịu buông tha, kêu lên, đám phòng 6 các ngươi làm cái trốc gì thế? Một đám phản đồ mà cũng đòi có lý sao? Một trung úy tép riêu cũng dám nhận xét lung tung về bản kế hoạch của bọn ta, đã không nhận sai lại còn đánh người, xong rồi lại kêu chúng ta tha thứ, cả đám các ngươi thật đúng là cá mè một lứa. Lời kia vừa thốt ra thì mọi người đều biến sắc, mặc dù phòng 6 do có chủ nhiệm cũ là kẻ phản bội mà bị mọi người trong bộ tác chiến khinh bỉ, nhưng dù sao cũng là đồng liêu, có nói xấu cũng chỉ là nói sau lưng, chưa từng có ai lại đi nói ngay trước mặt như thế này. Nhất thời, không khí căng thẳng hẳn lên, các sĩ quan tham mưu thuộc phòng 6 xưa này đã chịu đủ uất ức rồi, bây giờ còn bị người ta kéo đến tận cửa chửi bới, thử hỏi ai mà chịu được. Thác mặc dù là từ nơi khác điều tới, nhưng dù sao bây giờ cũng là chủ nhiệm phòng 6, bị người khác mắng như vậy thì có hiền lành tới đâu cũng không thể không tức giận, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói xem, chuyện này phải như thế nào mới xong? Gã thiếu tá kia cũng biết là mình đã lỡ lời, nhưng xưa nay cũng đã quan coi thường nhân viên phòng 6, bây giờ mà lại chịu nhúng thì rất mất mặt, liền cứng trắng nói, gã mập mập kia phải dập đầu nhận sai với chúng ta, phòng 6 cũng phải công khai xin lỗi. Mọi người nghe vậy liền ồ lên, ta cười lạnh, nói, vậy nếu thực sự bản kế hoạch của các ngươi có vấn đề thì sao? Gã thiếu tá sửng sốt, quay lại nhìn cô Lô Nhơ. Cô Lô Nhơ là sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự Thủ đô, xưa nay là gì cũng thuận lợi, đường đi bằng phẳng, tự nhiên là sẽ có vài phần tự tin, đương nhiên sẽ không tin một trung úy lại có thể chỉ trích kế hoạch của mình, quả quyết nói, không có khả năng. Gã thiếu tá hiển nhiên rất tin tưởng cô Lô Nhờ, vừa nghe lời này, liền nói ngay, nếu như kế hoạch của chúng ta xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ dập đầu nhận lầm với các ngươi, nhân viên phòng 2 từ nay về sau thấy nhân viên phòng 6 sẽ tránh sang đường vòng mà đi. Điền hành kiện vốn vẫn thờ ơ đứng nhìn, vừa nghe thấy thế thì bật cười, nói, ngươi ở phòng 2 có chức vụ gì? Ngươi nghĩ mình có thể thay mặt cho tất cả nhân viên phòng 2 sao? Gã thiếu tá cứng lưỡi, nhất thời cũng không biết phải nói tiếp thế nào, thẹn quá thành giận, nói, chuyện này ngươi quan tâm làm gì. Dù sao ngươi cũng phải dập đầu là cái chắc rồi, thấy gã thiếu tá kia quá mức vô lễ, các nhân viên phòng 6 đều không nhìn được nữa, lên tiếng thoá mà hắn, thậm chí một số người còn sáng tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Đám sĩ quan tham mưu phòng 2 đi theo cô Lô Nhờ cũng không chịu yếu thế, dù sao cũng đã trở mặt rồi, hơn nữa cho dù có loạn thì kẻ chịu thiệt cũng nhất định là đám phòng 6. Thấy một trận đánh lộn ác liệt sắp xảy ra, chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 2 là công tân, cũng chính là người đã đưa mập mạp đến bộ tác chiến vội và chạy đến, đứng chắn giữa hai nhóm, vội la lên, làm gì vậy? Mọi người đánh nhau làm gì chứ? Vừa thấy chủ nhiệm tới, người của phòng 2 lập tức yên lặng, chỉ có gã thiếu tá là không chịu yên, bắt đầu kể khổ, chủ nhiệm, một gã trung úy của phòng 6 mà cũng dám cưỡi lên đầu chúng ta đây này, không ngờ, con tân lại nhảy dựng lên mắng hắn, trung úy thì sao chứ? Trung úy còn tốt hơn ngươi nhiều, ngươi chỉ biết ngồi ăn, suốt ngày nghiên cứu một cái kế hoạch cũng không xong, lại còn chạy đến phòng 6 gây chuyện thì phi, còn không mau cút về cho ta thiếu tá bị công tân sạc cho một trận ngay trước mặt bao nhiêu người mặt đỏ tới mang tai đang ngập ngừng lui xuống lại bị cô lô nhơ kéo lại cô lô nhơ nói chủ nhiệm chuyện này không thể trách hắn là ta muốn bọn họ đi theo ta cái gã trung úy kia tính toán kế hoạch của ta sai hết cả công tân tức giận nói coi như là hắn tính sai đi chẳng nhẽ vì thế mà các ngươi có thể kéo cả đám tới cửa nhà người ta đánh nhau à hắn quay đầu lại nhìn điền hành kiện rồi nói với cô lô nhơ điền trung úy là do cấp trên phái tới các ngươi nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng chứ người ta nếu không có bản lĩnh liệu có dám nhận nhiệm vụ này không gã thiếu tá kia nghe không ra ý tứ của công tân ngược lại còn làm ra vẻ khinh miệt nói chỉ là một dê ả à trung úy mà hắn cũng chỉ biết ngồi nhập số liệu cho máy tính có cái gì kỳ lạ đâu công tân tức đến xịt khói lỗ tai chỉ muốn nên cho cái thằng ngốc này một trận sau đó treo hắn lên cây phơi nắng ba ngày ba đêm không cho sạch nước lã trong đầu hắn bây giờ hắn đang lâm vào thế khó xử một là không thể tiết lộ điền hành kiện chính là tác giả của bộ thôi diễn được bộ tham mưu tôn sùng, hay là cái đám thuộc hạ của hắn lại cứng đầu không chịu nhìn, mà bao che khuyết điểm lại là truyền thống trong quân đội, nếu không che chở người nhà, nối giáo cho giặc thì sau này còn ai chịu phục. Công tân đành đành quay sang nói với điền hành kiện, trung úy, ngươi đã tính ra số liệu và kế hoạch có, vậy ngươi hãy nói cho bọn hắn sáng mắt ra, có thể bọn hắn mới chịu phục, việc này ta cũng không quản nữa, lão trừng mắt với tên thiếu tá kia một cái rồi xoay người bỏ đi người của phòng 2 vừa thấy chủ nhiệm bỏ đi là lại lập tức gây rối, đều kêu lên, đúng vậy. Mau giải thích cho rõ đi, nói không rõ được thì chuẩn bị dập đầu nhận sai đi, cả đám tưởng bở rằng chủ nhiệm nằm tạo điều kiện cho mình, đều hí hững chờ xem gã trung úy kia sẽ phải mất mặt như thế nào. Điền Hành kiện mở bản đồ điện tử trong máy tính ra, nhìn những người này, hỏi, có phải nếu ta nói đúng, các ngươi cũng sẽ dập đầu nhúng gai không? Gã thiếu tá và cô lô nhơ nhìn nhau, lại nghe đám tham mưu phía sau cổ động, lập tức quả quyết nói, điều đó là đương nhiên. Điền hành kiện cũng không muốn dây dưa với đám người này nữa, bèn chỉ vào bản đồ ba chiều trên máy tính, nói, cách điểm E và diễm hát khoảng 200 km có một căn cứ địch, thấy không? Mấy sĩ quan tham mưu phòng 2 vừa nhìn tới đó thì lập tức biến sắc. Nơi đó là căn cứ tạm thời của một sư đoàn thiết giáp đế quốc, tin tức tình báo cho thấy sư đoàn này đang nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng từ nơi đó đến bên sườn phòng tuyến của Tân La Mã chỉ có 200 km bình nguyên, sư đoàn này chỉ cần 2 giờ là có thể tham gia chiến đấu chiến đấu. Một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa mà muốn ngăn cản một sư đoàn thiết giáp một giờ đồng hồ có khác nào nằm mơ giữa ban ngày chứ? Mập mập khoanh tay nhìn mấy gã tham mưu sắc mặt đang xanh lè, cười lạnh, kế hoạch như vậy không phải rác rưởi thì cái gì mới là rác rưởi chứ? Ông đây dùng hai giây cũng nghĩ ra được một kế hoạch tốt hơn. Cô lô nhơ cúi đầu xấu hổ, nhưng gã thiếu tá vẫn không phục, nói, nhưng nếu không điều động binh lực ở bên sườn thì binh lực của ta ở phía chính diện sẽ kém kẻ địch tới ba lần, thế thì phòng ngự sao được? Mập mập nhếch mép khinh bỉ, nói, lúc nãy nói ngươi ngu đúng là còn quá nhẹ, phải nói là đồ không não mới đúng. Hắn cầm bút vạch một đường trên bản đồ tác chiến rồi ném cho gã thiếu tá, nói, hướng chính diện chỉ rộng 10 km, kẻ địch có thể đồng thời triển khai ba sư đoàn thiết giáp để tấn công hai sư đoàn thiết giáp của ta đang đóng ở đấy không? Ngươi cho rằng robot chỉ lớn bằng con chuột chắc. Bộ binh ở cánh phải không lập trận địa trên cao điểm, chẳng nhẽ lại chạy ra giữa bình nguyên làm anh hùng. Coi như kẻ địch có thể đột phá thì lực lượng ở điểm T chỉ cần xoay nòng pháo, trong vòng 3 phút là đã có thể hỗ trợ phòng ngự cho điểm R ER rồi điểm này ngươi cũng nhìn không ra mà cũng đòi làm tham mưu sao thấy bọn họ im bặt không nói được gì nữa mập mạp vung tay lên nói ta cũng không muốn các ngươi phải dập đầu coi như hôm nay ông đây giáo huấn qua các ngươi sau này lập kế hoạch mà không chắc chắn qua được cửa của ta thì đừng có mà mò tới bây giờ thì còn không mau mà lượng đi đám tham mưu phòng hai vừa thẹn vừa giận nhưng nghe thấy không phải dập đầu nhận sai thì như trút được gánh nặng trong lòng vội vàng kéo cô lô nhờ và gã thiếu tá kia chạy đi còn những người đứng ở cửa xem náo nhiệt cũng lần lượt chuồn đi vừa nãy đã kiến thức qua bản lĩnh cao thủ rồi, bình thường vẫn xem thường người của phòng 6, quen quát tháo bắt nạt, nhưng lại không nghĩ tới kế hoạch của mình cuối cùng đều phải đưa qua phòng 6 để tính toán, nếu bị vứt vào sọt trác thì còn gì là thể diện nữa đây. Đám tham mưu phòng 6 chỉ cảm thấy thống khoái không thôi, mấy ngày này đã phải chịu bao uất ức, đến bây giờ không khí nặng nề trong lòng mới được giải tỏa. Tất cả ông lấy điền hành kiện, không ngừng hò hét âm ỉ, ta cũng bật cười, cuối cùng chẳng thèm để ý tới đám gia hỏa đắc ý này nữa, chỉ bỏ lại một câu buổi tối liên hoan tập thể rồi bỏ đi. Từ sau việc này, phòng nghiên cứu số 6 có sự thay đổi kinh người, nhất là sau khi có mấy bản kế hoạch bị phòng 6 chỉ ra một đống lỗi sai rồi vứt vào sọt rác thì những chuyện như mời đi ăn nhậu, làm quen cầu thân xảy ra liên miên không dứt. Dù sao thể diện cũng là quan trọng, ngộ nhỡ đắc tội với phòng 6 thì mỗi bản kế hoạch tác chiến làm ra đều sẽ bị người ta đem so dưới kính hiển vi điện tử, dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề luôn. Những người trực tiếp xem trận náo loạn đó không nhiều nhưng hầu như không có ai dám khiêu chiến quyền uy của mập mạp. Mặc dù không được sự đồng tình của tất cả, nhưng trong lòng của nhiều người thì kẻ có trình độ cao nhất ở bộ tác chiến chỉ sợ chính là gã trung úy mặt lạnh tanh suốt ngày ngồi canh máy tính ở phòng nghiên cứu số 6 mà thôi. Cũng có một số kẻ tư duy nhạy cảm đoán rằng gã trung úy kia chính là vị đại đội trưởng đã làm ra bộ thôi diễn kinh điển, nhưng lập tức bị công tân phủ nhận, nhưng sự phủ nhận này lại càng khiến cho gã trung úy hàng ngày ngồi canh máy tính trở nên thần bí, nhưng hết lần này tới lần khác, mập mạp trời xanh hèn mọn không hề có tí tẹo phong phạm nào của cao thủ, chỉ cần không đắc tội hắn thì đều chỉ thấy một bộ dạng vân vân dạ dạ những người không phục do gã thiếu tá cầm đầu bắt đầu sử dụng mồm mép để hãm hại biến mập mạp thành một kẻ thô tục là điển hình của chó ngáp phải ruồi của siêu cấp ăn rùa khiến cho danh tiếng của mập mạp cơ bản là không còn sót lại chút gì hơn nữa những nữ thư ký riêng hoặc nữ tham mưu lại càng lúc càng căm ghét tên mập mạp háo sắc này chiến tranh vũ trụ rốt cuộc đã khởi động kẻ tốn cả ngày ngồi đợi như mập mạp hai mắt lóe sáng chỉ vài phút nữa thôi là hắn sẽ được chiến đấu với toàn bộ các cao thủ robot trong vũ trụ trong thế giới mô phỏng này chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã sướng đến phát trung lên rồi vừa vào trò chơi, mập mập liền trận tròn mắt. trại huấn luyện tân binh, còn có một gã huấn luyện viên tay cầm đại đao giống y như cái tay huấn luyện viên trinh sát trước đây của hắn, mập mập thiếu chút nữa đã khóc trống lên, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ tham gia huấn luyện, thông qua các loại kiểm tra mà kiếm được một ít chỉ số về trí lực, sức mạnh, tốc độ, sức bền, thành tích cũng không tệ lắm. điều khiển chiếc robot loại E được sản xuất từ cách đây 700 năm đi ra khỏi trại huấn luyện, mập mập mừng rỡ hét lên, cao thủ toàn thế giới, ta tới rồi đây nhưng đập vào mắt mập mạp lại là một thế giới đầy ắp robot e không một ai thèm để ý tới mập mạp hắn tỷ thí kiểu gì đây mà robot lẫm như hiện nay thì dù kỹ thuật điều khiển có tốt đến đâu cũng vô dụng điền hành kiện buồn bực hồi lâu sau đó đành cẩn thận nghiên cứu bố trí của hệ thống theo đó robot e được lĩnh ở trại huấn luyện tân binh có thể nâng cấp không ngừng nhưng muốn nâng cấp cần phải có linh kiện thu được khi làm nhiệm vụ hoặc đánh cướp rơi ra khi tập hợp đủ linh kiện là có thể đến trung tâm nâng cấp robot xin nâng cấp NHVWNGS loại robot có được sau khi nâng cấp đều là các loại robot có tiếng, cực kỳ đa dạng, nhưng mập mạp thì không cần làm vậy, bởi vì hắn đã lựa chọn nghề nghiệp làm lính bảo dưỡng quân khí. Đây là nghề nghiệp duy nhất có thể tự chế tạo robot, chỉ cần tổ hợp linh kiện hợp quy luật thì sẽ tạo nên một chiếc robot tốt, nhưng nếu tổ hợp lung tung thì chỉ thu được một đống sát vụn, linh kiện cũng sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, mà cho dù có thành công thì hầu như cũng chẳng có ưu thế gì hơn so với những robot được nghiên cứu và sản xuất chính quy do trò chơi rất thực tế trí năng của máy chủ cũng cực cao cho nên nếu không tinh thông kiến thức không có tay nghề cao cấp mà muốn tự tạo một chiếc robot thì còn khó hơn lên trời chính vì thế trong mắt mọi người lính bảo dưỡng quân khí chỉ là một nghề nghiệp phụ trợ nhưng trong mắt mập mạp thì đây lại là tiền vốn để hắn làm giàu trò chơi dù sao cũng là do hắn góp phần xây dựng nên hắn hiểu rõ hơn những người chơi khác chỉ cần có linh kiện thích hợp hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra những chiếc robot chất lượng cao điều đáng tiếc duy nhất là sinh vật kim loại hai trạng thái là siêu bí mật quốc gia số liệu tuyệt đối không thể đưa vào trò chơi dù có đủ linh kiện cũng không thể làm được sau khi làm xong một loạt nhiệm vụ mập mạp thành công chuyển chức thành lính bảo dưỡng quân khí được thưởng cho một cánh tay duy tu cơ khí tự động nhìn công cụ quen thuộc trên tay mập mạp đắc ý cười hiếp cả mắt mất bao nhiêu công sức đi đánh cướp làm vô số nhiệm vụ nhưng những linh kiện thu được lại đều là hàng lõm thậm chí còn có rất nhiều thứ trùng nhau khiến cho kẻ đang nóng lòng so chiêu với các cao thủ như mập mạp không nhịn nổi nữa nếu cứ đi đánh như thế này thì biết đến bao giờ mới có được một chiếc robot cho ra hồn chứ Thế là bộ não hẹn mọn của mập mạp bắt đầu vận hành, đầu tiên hắn phải cải tiến robot. Dưới bàn tay của mập mạp, chiếc e cổ lỗ sĩ bắt đầu thay đổi, những chi tiết dư thừa được tháo bỏ, thay vào đó là những linh kiện mới. Trọng tâm cải tiến của mập mạp là tốc độ của robot, không cần quá nhanh, chỉ cần nhanh gấp đôi so với e bình thường là được rồi. Do linh kiện trong tay hắn cũng chẳng sung túc gì nên chủ yếu là cải tiến hệ thống truyền lực, còn động cơ thì hắn tạm thời chưa có biện pháp xử lý. Hệ thống truyền lực có sự thay đổi khiến cho Ed trở thành một con quái vật có tốc độ cao nhưng công kích lại khá yếu. Từ đó trong trò chơi xuất hiện một tên giặc cướp có tên gọi SM01314, hắn thường ý vào tốc độ của mình, vừa thấy đến robot kẻ cướp bị người chơi đánh ngã liền lập tức xông lên tranh đoạt, động tác hai tay cực nhanh, một trận gió xẹt qua thì trong 10 linh kiện cũng ít nhất có ba cái bị gã hèn hạ này cướp đi. Cũng từ đó, mập mập trở thành đối tượng đuổi đánh của mọi người. Về sau, các đội ngũ đi đánh cướp vừa thấy chiếc robot này thì lập tức phái người chuyên ngồi canh, nhưng mà SM-01314 quả thực hèn hạ vô sĩ tới cực điểm, hèn mọn thần công đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa, chỗ nào cũng nhúng tay vào được, nếu gặp nhiều người không thể trực tiếp ra tay thì liền len lén ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó chờ thời cơ, mà chết nổi là tên khốn này có kỹ thuật ngụy trang và ẩn nấp rất cao, cơ bản là khó lòng phòng bị. Hơn nữa theo tiến trình của trò chơi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vẫn luôn có tốc độ gấp đôi những chiếc robot tốt nhất. Trong thế giới trò chơi, thế lực các nơi cũng phân chia theo quốc gia. Người ở liên bang Lê Rây sớm đã nhẵn mặt với SM 01314, cũng để mặt cho hắn tranh đồ dù sao người ta cũng là VIP trong mạng chiến tranh mô phỏng, được xưng là bất bại đại thần SM 01314 cơ mà. Nhưng người ở những quốc gia khác thì không tốt như vậy, những người tham gia trò chơi này nếu không phải là học viên các trường quân sự thì cũng là binh lính, sĩ quan, thậm chí là tướng quân cũng không ít, làm sao có thể chịu nổi sự uất ức này. Đồ tốt trước mặt, vậy mà chỉ một cơn gió thổi qua đã rơi vào tay người khác thực sự là chuyện khiến người ta nổi điên nhanh nhất, bọn họ bèn thành lập liên minh phản SM. Cái tên của liên minh này thoạt nghe thì rất buồn cười, nhưng mà không ai dám chê cười một liên minh do hơn 10 triệu người chơi tập hợp thành, bọn họ có thể phản SM, đương nhiên cũng có thể SM ngươi, nhưng mập mạp thì vẫn không sao cả, chiếc e của hắn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, trông gần giống như chiếc ma thú, hắn đã phải bỏ vô số công sức vào đây, mỗi một linh kiện, mỗi một đường công đều được mập mạp chăm chút cẩn thân, chiếc robot này sẽ là một logic khác, cùng hắn quyết đấu với tất cả các cao thủ trong vũ trụ hắn không muốn nếu có ngày phải gặp lại thần thoại quân đoàn mà bản thân vẫn chỉ là một chú gà con để cho người ta đùa bỡn chiến tranh còn đang tiếp tục tình thế ở ca Cà càng ngày càng nghiêm trọng lực lượng tiến ra trong chiến dịch lôi đình bị ép lui trở lại hình thành thế cục cài răng lược quân đội hai bên tập trung quyết chiến ở phía tây ca thô ngươi cắn ta ta giảo ngươi loạn thành một đống quân đội của đế quốc ga trang rốt cuộc cũng đã tập kết hoàn thành khi liên bang quân phải rút lui liền dũng mảnh xông lên khiến cho lực lượng đoạn hậu của liên bang phải chiến đấu rất gian khổ một bên thì liều mạng truy kích một bên thì thà chết không lui nhưng do trước mắt không quân liên bang còn giữ được chút ưu thế nên tình hình hai bên vẫn ngang nhau rốt cuộc khi liên bang quân lui đến hẻm núi cathos đã dựa vào ưu thế địa hình ở đây mà thành lập nên một phòng tuyến vững chắc từ trên cao các khu vực xung quanh đều bị hai bên tranh đoạt quyết liệt chiến sự cực kỳ thảm khốc trên mặt đất ngoài trừ thi thể binh sĩ và mảnh đạn pháo robot ra thì không còn gì khác nhờ việc tính toán các số liệu được đưa tới điền hành kiện có thể thông qua sự thay đổi phiên hiệu của các đơn vị chiến đấu mà nhìn ra sự khốc liệt của chiến sự cho đến giờ, liên bang đã phải đổ vào đây 10 sư đoàn thiết giáp và 16 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Cần phải biết rằng, núi Galo chỉ có đủ diện tích để triển khai tối đa là hai sư đoàn thiết giáp cùng 4 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa mà thôi, nói cách khác, ít nhất đã phải có 8 sư đoàn thiết giáp và 12 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa đã không còn khả năng chiến đấu hoặc hy sinh toàn bộ. Chiến tranh như thế này trong mắt điện hành kiện đã là rất tàn khốc rồi, nhất là mấy ngày gần đây, tại các yếu điểm chiến lược quanh hẻm núi Cathos và núi Galo, mỗi ngày hai bên đều phải tổn thất binh lực vào khoảng một hai trung đoàn thiết giáp hoặc một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa nơi này sớm đã trở thành địa ngục máu chảy thành sông nhưng này mức độ chiến đấu này trong miệng của các đầu to lại là hết sức bình thường theo như lời hắn thì chiến sự cỡ này đối với các cường quốc trong vũ trụ thì cũng chỉ là như cơm bữa mấy quốc gia đó nếu đánh một trận mà không chết vài vạn người thì đã không gọi là đánh trận rồi các là thực tập sinh ở phòng 6, vóc dáng không cao thân thể hơi gầy gò nhưng trên cổ lại là một cái đầu to cùng một đôi kính mắt khiến cho hắn thoạt nhìn thì rất tức cười từ khi nhìn thấy Mập Mập chỉ ra một đống sai lầm của Nhờ, các đã trở thành một fan hâm mộ trung thành của Mập Mập. Lúc đầu, Mập Mập chỉ cảm thấy đây cũng là một người chất phát ít nói, nhưng chỉ đến khi hai người quen thân, Mập Mập mới nhận ra sự thực phủ phàng, chỉ hận không thể bịt được miệng của gã đầu to này, các thực sự là đại diện cho những kẻ ban ngày nói thiếu nửa câu thì khi đi ngủ cũng phải nói mơ thêm nửa câu. Mập Mập rất nghi ngờ, nếu gã đầu to này bị địch bắt, rất có thể chúng không cần phải mất công tra tấn, chỉ cần đem hắn nhốt trong phòng, gắn thăm một cái máy ghi âm là có thể thu được cả rổ tin tức rồi, bất quá Người này thực sự là một quái tài quân sự, mập mạp thường xuyên bị tác chiến kế hoạch làm cho khiếp sợ. Từ phương diện này mà nói, hắn đã hình thành được tư tưởng quân sự cho riêng mình, kế hoạch của hắn đều chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhưng khi cẩn thận nghiên cứu sẽ phát hiện ra sự điên cuồng này kỳ thật lại là một thứ chiến thuật cực kỳ hợp lý. Chỉ có điều chiến thuật của hắn đều như đang đi trên dây, một khi bị địch nhân nhìn thấu liền vạn kiếp bất phục, nhưng nếu thành công thì thành quả thắng lợi cũng đủ để cho người ta điên cuồng. Còn về lý thuyết chiến cuộc thôi diễn thì một sinh viên của học viện quân sự cương thiết như các đương nhiên là ăn đức kẻ tự học điền hành kiện. Trong học viện, hắn đã được tiếp xúc qua vô số trận đánh điển hình, đó đều là những trận đánh kinh điển trong lịch sử loài người, trên chiến trường máu chảy thành sông, thay chất đầy đất. Nhưng trong mắt của các giáo viên và học viên thì đó cũng chỉ là một đám số liệu lạnh tanh mà thôi. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào học viện, bọn họ đã được dạy một đạo lý, nhân từ thì không thể làm tướng. Một vị tướng vĩ đại có thể thông minh, có thể lạnh khốc, có thể quyết đoán, có thể dũng mãnh, nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ nhân từ trên chiến trường, cho nên, khi nhìn thấy bộ dạng đau xót của Điền Hành Kiện khi xem báo cáo chiến sự, các chỉ cười lạnh, chỉ kích sự nhân từ này sẽ khiến cho phán đoán của Mập Mập mất đi sự chính xác. Mập Mạp sau khi nghe xong thì bèn lấy nắm tay to lớn của mình ra để chứng minh cho cái tên đầu to kia thấy sự lạnh khốc vô tình của bản thân đối với kẻ địch. Cả bộ tham mưu tác chiến đang bận đến tối mắt tối mũi, mọi người thì vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng Điền Hành Kiện và các thì lại trở thành người ngoài cuộc, cực kỳ nhàn rỗi công việc quan trọng nhất hàng ngày chính là đợi các phòng nghiên cứu đưa bản kế hoạch tác chiến tới rồi đối chiếu, kiểm tra số liệu, sau đó thì tống vào máy tính là xong. cho nên hầu hết thời gian, điền hành kiện đều cùng các ngồi trong phòng làm việc chém gió với nhau. về tình hình chiến đấu cụ thể, kẻ chưa từng đặt chân lên tiền tuyến tham gia chiến đấu như các đương nhiên là không có quyền lên tiếng. nhưng nếu nói đến tình hình quốc tế, lực lượng quân sự, các chiến dịch kinh điển thì mập mạp cũng chỉ có thể trật tự ngồi nghe. chiến dịch sông ta la. người chưa nghe nói tới chiến dịch sông ta sao? đây chính là một chiến dịch kinh điển của lục quân đấy. Các đi đi lại lại, khoa chân múa tay, nước miếng văng tung tóe, kẻ kiến thức nông cạn như điền hành kiện chỉ có thể thành thật gật đầu thừa nhận mình thực sự chưa nghe qua, thật không biết ngươi làm thế nào mà chui được vào bộ tham mưu nữa. Các làm ra vẻ khó hiểu, nói, các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, ngay cả chiến dịch sông Ta La mà cũng không biết. Mập mạp bèn dơ nắm đấm lên, ý bảo đầu to nếu không chịu nói thẳng vào vấn đề sẽ bị trấn áp bằng vũ lực. Do thường xuyên bị một kẻ xuất thân từ lính trinh sát như mập mạp tẩm quốc nên các nhanh chóng học được thuật quan sát sắc mặt, lập tức nói tiếp, chiến dịch đó có hình thức khá giống bây giờ, nhưng bất luận là binh lực tham chiến, trang bị vũ khí, kỹ thuật chỉ huy, chúng ta đều không thể so sánh được với quốc gia cỡ lớn như Cộng hòa Trai Ân và Liên bang Naga, chứ đừng nói là những siêu cường quốc, điền hành kiện không cho là đúng, nói, chúng ta không so được, chẳng nhẽ cái đám ga trang chỉ biết cắm đầu vào chiến tranh, tiềm lực kinh tế chỉ bằng nửa chúng ta lại so được sao. Bây giờ chỉ cần đánh bại bọn chúng là được rồi, những quốc gia khác có lợi hại hơn nữa thì liên quan gì đến chúng ta chứ?" Các kêu lên, "Chiến tranh là một môn nghệ thuật." Nghệ thuật? Chiến dịch sông Tala chính là một tác phẩm kinh điển của thứ nghệ thuật này. Huống hồ, thậm chí cả động cơ phát động chiến tranh của người ta ngươi cũng không biết nữa. Ngươi cho rằng đế quốc Ga Trang và chúng ta chỉ đơn giản là đánh nhau thôi sao? Vừa nói tới chiến tranh, các liền tiến vào trạng thái cuồng hóa, nếu không phải e ngại nắm đấm của Điện Hành Kiện thì nước miếng của các thực sự là có thể phun đầy lên mặt hắn rồi điền hành kiện ngạc nhiên nói ngoại trừ tài nguyên ra thì còn có thể có động cơ gì nữa chứ các chỉ còn biết ông đầu cảm thấy việc mình coi mập mạp là thần tượng quả là một đại sĩ nhục của trong đời người này ngoài việc thôi diễn coi như lợi hại ra thì những vấn đề khác gần như đều mù tịt. kruller nhìn vào nắm đấm của mập mạp để lấy lại bình tĩnh bắt đầu giảng bài cho mập mạp ngươi hẳn là có biết lịch sử của các quốc gia hiện nay chứ điền hành kiện gật đầu có ta đã từng học qua trong môn lịch sử vũ trụ thấy mình không cần phải giải thích từ đầu các nói luôn mấy ngàn năm qua từ khi liên bang trái đất giải thể trải qua quá trình cướp đoạt tư bản, tài nguyên hầu như đã bị tiêu hao sạch sẽ, những siêu cường quốc ở tinh vực trung ứng không ngừng thăm dò ra ngoài, nhưng hầu như chỉ tìm được những tinh cầu không có giá trị khai thác hoặc là tinh vực công cộng không có tinh cầu di dân. Loài người bây giờ tự như một đàn sói bị nhốt trong lòng, tự cắn vết lẫn nhau, điên hành kiện nói, nói cả buổi thì vẫn chẳng phải là tranh đoạt tài nguyên sao? Các lắc đầu, nói, không giống, sự tranh đấu của Phỉ Minh và Tây Ước càng ngày càng quyết liệt, cuộc chiến của chúng ta và đế quốc Ga Trang cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của toàn xã hội loài người mà thôi phỉ minh là tên gọi tắt của liên minh quân sự do cộng hòa phỉ dương cầm đầu tây ước là tên gọi tắt của nhóm các quốc gia cùng ký hiệp ước hợp tác quân sự tại thủ đô sidon tây đốn của đế quốc binater điền hành kiện gật đầu nói cái này ta biết nhưng mấy trăm năm qua các nước đánh tới đánh lui cũng đâu có quốc gia nào bị tiêu diệt các thở dài trước kia không có không có nghĩa là tương lai không có ở trong cơn lốc đó không một ai có thể chạy trốn bây giờ liên hiệp nghị viện tối cao đã chỉ còn lại cái tên chỉ cần một trong hai siêu cường kia phát động chiến tranh thì sợ rằng đại chiến vũ trụ chân chính sẽ bùng nổ bây giờ đế quốc gia trang chỉ là đang chấp hành kế hoạch chiến lược của trung ương tây ước bào mòn thế lực của phỉ minh mà thôi điền hành kiện ngồi im lặng trong xã hội loài người liên bang lê rây bất quá cũng chỉ là một quốc gia hạng trung có ba tinh vực thì đã bị chiếm mất một mà đấy là đối thủ chỉ là quốc gia quân sự độc tài mà thôi nếu vũ trụ đại chiến thực sự nổ ra dưới sự tham gia của những quốc gia khác liên bang có thể trụ vững bao lâu chỉ sợ là ai cũng không dám nghĩ tới hơn 1.000 năm tiến ra vũ trụ vừa qua là 1.000 năm phát triển nhanh nhất của lịch sử nhân loại, nhưng cùng với sự tăng vọt của dân cư, sự phát triển của khoa học kỹ thuật lại không có thêm nhiều tài nguyên được thăm dò ra. Điều này chính là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và va chạm giữa các siêu cường, dẫn tới chạy đua vũ trang, một mặt vừa muốn nuốt sống kẻ địch, một mặt lại sợ hãi bị người khác ăn tươi, mấy con sói đói chỉ biết nhìn nhau giằng co, đem tài nguyên dồn hết cho trang bị quân sự. Đây không thể không nói là một thứ bi kịch của loài người gần mấy trăm năm qua dưới sự dung túng và xúi dục của những siêu cường này một số quốc gia vẫn nằm trong trạng thái chiến tranh chiến hỏa lan tràn càng lúc càng lớn bây giờ ngay cả hai quốc gia hạng trung ở rìa vũ trụ như liên bang lê ray và đế quốc ga trang cũng bị cuốn vào các nói rất đúng trận chiến tranh này cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ mà thôi với thế cục hiện nay liên bang nếu muốn có được không gian sinh tồn thật sự là rất khó đây là một thế giới điên cuồng các như nghĩ ra điều gì bèn chuyển đề tài kinh nghiệm chiến tranh của liên bang thật sự quá ít ỏi trong chiến tranh, ngoài kinh tế, quân bị, khoa học kỹ thuật ra thì một sĩ quan chỉ huy ưu tú cũng có thể quyết định thắng bại, nhưng đáng tiếc, liên bang lại không có, ngay cả một sĩ quan chỉ huy làm thương hiệu cũng không có. Không biết hắn lấy từ đâu ra một quyển sách ảnh, chỉ vào từng bức ảnh trong đó, nói, nhìn đi, đây là những nhà quân sự ưu tú nhất thế giới. Hắn thở dài, nói tiếp, hiện giờ, trong những tướng quân gian tại chức, liên bang vẫn không có một ai có thể có tên trong này, nhưng đối thủ của chúng ta, lục quân đế quốc Gia Trang lại có một, cắt lật nhanh vài trang, chỉ vào một tướng quân tuổi chừng 40, vóc người thon gầy, nói, "Đây chính là người này." Russell thượng tướng đế quốc Ga Trang. Nghe nói kế hoạch xâm lược lần này của Ga Trang chính là một tay hắn vạch ra, điên hành kiện cẩn thận nhìn người đàn ông có tướng mạo khá bình thường này. Trong ảnh, ông ta đang mặc lễ phục thượng tướng, ánh mắt bình tĩnh. Càng xem, mập mập lại càng cảm thấy dường như người này và hắn có một mối liên hệ gần gũi, là bằng hữu trời sinh, hoặc là kẻ địch trời xanh, cảm giác kỳ diệu vừa như oan gia ngõ hẹp, lại vừa như bạn bè trùng phùng mập mập lắc lắc đầu tự cười mình người như vậy phải là đối thủ của tổng tham mưu trưởng thượng tướng mikhailivo chứ đâu đến lượt một gã gà mờ như hắn mà cùng một kẻ địch như vậy trở thành bằng hữu lại càng không có khả năng nhìn người này đi các lật về trang một chỉ vào một người mặc lễ phục nguyên soái của cộng hòa phỉ dương nói hát xin nguyên soái duy nhất hiện nay của phỉ dương được xưng là chiến thần cộng hòa là thần tượng của ta đấy điền hành kiện cũng đã từng nghe nói qua về người này nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt trong ảnh hát xin khoảng hơn 50 tuổi tướng mạo anh tuấn cương nghị sắc mặt hòa nhã thoạt nhìn thì có vẻ giống một minh tinh điện ảnh hoặc là một giáo sư đại học hơn nhưng mà tư tưởng chiến thuật của nhà quân sự nổi tiếng này lại hoàn toàn trái ngược với diện mạo phương pháp tác chiến của ông ta rất mạng bạo tàn nhẫn cần bỏ là bỏ cần giết là giết thường xuyên lấy hy sinh cục bộ để đổi lấy thắng lợi tổng thể 12 siêu chiến dịch dưới sự chỉ huy của ông ta chưa từng có một lần thất bại mặc dù thương vong rất lớn nhưng đều giành được thắng lợi cuối cùng ở trang số một còn có một bức ảnh nữa đương nhiên nhà quân sự có thể đứng ngang hàng với nguyên soái xin chỉ có một, đó chính là đại tướng Sobel của đế quốc Binater. Tuổi tác của Sobel cũng không lớn, nhìn qua còn chưa tới 40, bộ dáng cũng rất anh tuấn, nhưng lại có một chút cảm giác u ám, có vẻ rất lạnh khốc. Đây là nhà quân sự giáo hoạt nhất thế giới. Lời đánh giá của các đối với Sobel nghe không rõ khen chê, khi còn ở trong học viện, chúng ta đều phải nghiên cứu qua những trận đánh điển hình của hai người này. Có đôi khi, chúng ta thậm chí còn hoài nghi, những người này không phải là người nữa. Bọn họ quá tỉnh táo, tình thế biến đổi trong nháy mắt mà bọn họ vẫn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt đưa ra những mệnh lệnh hợp lý nhất thật hy vọng hai người bọn họ có thể đấu một trận ra trò điền hành kiện từ tốn lật từng trang ảnh nhìn những nhà quân sự trong đó hắn chợt nhận ra tự như mình đang xem lại cuốn tiểu thuyết kinh điển tam quốc diễn nghĩa từng vị anh hùng giữa thời loạn thế như đang hiện ra trước mắt hắn loạn thế xuất anh hùng chẳng nhẽ loạn thế thật sự muốn tới rồi sao còn đây nữa bản xếp hạng chiến sĩ robot các như có ma thuật lại lôi ra thêm một quyển sách các lần lượt lấy ra thêm vài quyển sách nữa, nói, à, phải rồi, ở đây còn có sĩ quan chỉ huy chiến hạm cùng với bản xếp hạng các loại máy bay chiến đấu. Ông anh à, nên xem nhiều sách vở một chút đi, đừng có để trống kiến thức nữa, không để ý đến sự dễu cợt của các, điền hành kiện lật dở từng trang tư liệu mộ cách máy móc, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, dường như hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu so với những người trong ảnh này, hắn bất quá cũng chỉ là một con kiến dưới chân người khổng lồ, bọn họ chỉ cần một ngoáng tay cũng đủ để bóp chết hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ mập mạp, trực giác nói cho hắn biết những người này sẽ đem thế giới biến thành địa ngục nhân gian nhất tướng công thành vạn cốt khô và giữa đống thi cốt ấy biết đâu lại chẳng có hắn và những người thân của hắn sau lưng điền hành kiện đã ướt đẫm mồ hôi một tuần sau trong chiến tranh vũ trụ cùng với sự nâng cấp của robot các bản đồ đối kháng được mong đợi từ lâu cũng lần lượt được mở ra ở giữa quảng trường lớn luôn chật ních những người đang xem các trận đấu do nơi này là khu vực an toàn mọi hình thức công kích đều không có hiệu quả cho nên khi fm 01314 ngân ngang đi vào, mọi người xung quanh đều chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, nếu những ánh mắt này mà có thể biến thành đao kiếm hay bất cứ thứ gì có thể giết người thì hắn đã sớm bị băm nát ra rồi. Đối với những ánh mắt này, Điền Hành Kiện hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã bị những trận đấu sắp tới kích thích đến phát trung lên rồi. Việc cải tạo robot đã hoàn thành, vô luận là tốc độ hay là sức mạnh, mập mạp cũng đều rất hài lòng. Đây là chiếc robot tư nhân đầu tiên do hắn tự tay chế tạo, trước đây, Hắn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chế tạo ra thứ này, phải biết rằng, trong thời kỳ hòa bình, robot tư nhân cũng giống như du thuyền, chỉ là trò chơi của những kẻ thừa tiền mà thôi. Ma thú không phải là robot tư nhân, mà là robot quân dụng của Liên bang Lê Ray 30 năm trước, hơn nữa lại sử dụng công kích tầm xa nên cho dù số liệu đã không còn là bí mật thì cũng không được hệ thống xếp vào loại có thể chế tạo. Vì thế khi Ma thú xuất hiện đã dẫn tới một hồi náo loạn, tất cả người chơi cảm thấy kinh hãi. Đây chắc chắn là chiếc robot đầu tiên do người chơi tự nghiên cứu và chế tạo mà nếu đã có thể chế tạo ra thì nó liền cho thấy, trường ngoại hình giống với ma thú ra thì chiếc robot này chắc chắn cũng phải có năng lực cận chiến xuất sắc của robot tư nhân. Các linh kiện của robot rất khó kiếm đủ, nên đại đa số mọi người chỉ có thể cố gắng gom góp linh kiện để nâng cấp chứ không dám tự mình ra tay cải tạo, bởi vì để có thể tự cải tạo thì phải cần số lượng linh kiện cực lớn, nhưng nếu trong quá trình cải tạo chỉ cần có một sai sót là toàn bộ công sức sẽ đi tông. Chiếc ma thú trước mặt này đã nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, SM01314 đã đoạt được rất nhiều linh kiện, đủ để cho hắn chế tạo một chiếc robot thứ hai cái gã hèn mọn này tuyệt đối là một đại sư về phương cải tạo robot trong thế giới của robot cá nhân đại sư cải tạo robot là gì chính là gã biến thái được mọi người hết lòng cung phụng vật vã cầu xin chỉ có thể gặp mà không thể cầu robot tư nhân và robot quân dụng có phương hướng phát triển hoàn toàn khác nhau ngoài một số tổ chức đặc biệt ra thì không một robot tư nhân nào dám trang bị vũ khí năng lượng cho nên khi chiến đấu chỉ có thể dựa vào cận chiến là thứ vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường robot liên quan đến rất nhiều phương diện Muốn nắm giữ được những lý luận về thiết kế robot đã là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói tới việc tinh thông kỹ thuật. Bình thường, việc cải tạo một chiếc robot đều cần phải có sự hợp tác của cả một tập thể khổng lồ. Mà trên mạng thì rất khó có thể tập hợp được một đội ngũ như, huống hồ hệ thống đã áp đặt việc cải tạo robot chỉ có thể do một người độc lập thao tác. Vô luận là lý luận sai lầm hay là thao tác sai sót, so, hậu quả cũng chỉ có một, robot và các linh kiện bị hỏng, trở lại trạng thái e. Từ đó có thể thấy, SM bốn tuyệt đối có thể xưng là một đại sư cải tạo robot thiên tài, hắn chẳng những có thể độc lập hoàn thành việc cải tạo, mà còn cải tạo thành công một chiếc robot quân dụng tấn công tầm xa thành một chiếc robot cá nhân cận chiến, khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong phòng quan sát chiến đấu, không gian không hạn chế, tụ tập vô số người chơi ở đủ mọi quốc gia, người thuộc liên minh phản SM có tới hơn một nửa, nhưng bây giờ một số trong bọn họ thậm chí lại cảm thấy có thể được một đại sư như vậy đoạt linh kiện quả thực chính là vinh hạnh. Nếu những linh kiện này mà ở trong tay mình thì liệu có thể biến thành một chiếc robot như vậy được sao? đối với nhân vật như vậy, cùng hắn làm bằng hữu vĩnh viễn đều tốt hơn là làm kẻ địch. Nhưng khi SM-01314 vừa báo danh thì ngay lập tức đã tụ tập hơn trăm vạn người khiêu chiến với hắn. Cái gã hèn mọn này đã đắc tội với quá nhiều người rồi, huống hồ, khả năng cận chiến của chiếc ma thú này như thế nào thì cũng cần phải thử mới biết được. Mập mập đắc ý đích nhìn danh sách trước mặt, robot bày ra một bộ dạng kỳ quái như là lái buông đang chọn chọn lợn, cuối cùng thì cái bản danh sách dài ngoằng kia cũng làm cho hắn mất kiên nhẫn, bèn tiện tay điểm một cái, thế là liền bị hệ thống tự động đưa vào bản đồ tác chiến. Bản đồ này là một bình nguyên, địa hình bằng phẳng, không có nhiều chỗ để lợi dụng, nhưng mập mạp vốn muốn được rèn luyện nên cũng sẽ không sử dụng quá nhiều tiểu xảo, dù sao cái đám thần thoại quân đoàn kia cũng sẽ không để cho người ta có cơ hội mà đặt bẫy. Hiệu lệnh vừa nổi lên, robot đối phương lập tức xông tới trước mặt mập mạp. Đây là một chiếc hốc có niên đại khá gần đây, hiện tại trong hệ thống cũng là một loại robot tương đối tốt, chiếc robot này tự như có thâm cừu đại hận với mập mạp, vừa thấy mặt nhau là liền sáp tới. Mập Mập vốn đã đắc tội với quá nhiều người, thật sự không nhớ nổi mình và chiếc robot này có mối thù gì nữa dù sao cũng là đánh hắn chẳng buồn nghĩ ngợi thêm làm gì cho mệt cũng lập tức xông lên ứng chiến hai chiếc robot đến một câu khách sáo cũng chẳng phun ra mà đã đồng thủ luôn vừa giao thủ điền hành kiện liền nhận ra sự khác biệt kỹ xảo cận chiến của chiếc robot này cực kỳ thành thạo đây là điều mà đám tay mơ của liên bang lê Rây không thể so sánh hơn nữa dưới sự điều khiển của đối phương các tính năng của robot đều đã phát huy đích vô cùng nhuần nhuyễn hóc vốn nổi tiếng về tốc độ lúc này đang phát huy hoàn hảo ưu thế của bản thân không ngừng lượn vòng quanh quanh mập mập như chảo chớp nói về đánh nhanh mập mập còn chưa từng gặp ai có thể nhanh hơn hắn hắn cũng không chịu yếu thế ma thú lướt nhanh một bước thoát khỏi sự đeo bám của hốc sau đó lại lập tức sử dụng tốc độ cao nhất xông vào cả hai robot tay đấm chân đá lấy nhanh đánh nhanh loạn thành một đống chỉ trong nháy mắt hai chiếc robot đã đánh được mấy chục chiêu chạm vào lại tách ra vừa tách ra lại lập tức xông vào đối công trực diện tốc độ cao khiến cho những người xem trận đấu thấy hoa cả mắt chỉ nghe được những tiếng len ken không dứt, người điều khiển chiếc hóc càng đánh càng kinh hãi. Robot của đối phương chỉ là một chiếc ma thú quân dụng cải tiến, vậy mà tốc độ lại không hề thua kém so với hóc, ngược lại còn có xu thế nhanh dần lên nữa, tốc độ tay của bản thân đã tới cực hạn rồi, vậy mà tốc độ của đối phương vẫn chưa hề ngừng tăng. Mập mập càng đánh càng hưng phấn, quốc tế quả nhiên thừa thải cao thủ, chỉ tùy tiện điểm một cái mà đã có cao thủ trình độ như vậy rồi. Tốc độ của đối phương không hề kém hơn hắn bao nhiêu, được giao đấu với người như thế này quả thật sẽ thu được rất nhiều lợi ích thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng sẽ bị tốc độ của ma thú tạp chế người điều khiển hốc nghiến răng đã tạc vào sườn đối phương rồi đột nhiên tăng tốc nhảy mạnh lên hai nắm đấm đánh thẳng vào khoang lái ở ngực của chiếc ma thú đòn đánh bất ngờ này từng giúp người điều khiển chiếc hốc giành được không ít thắng lợi nhưng sm 01314 một còn nhanh hơn robot ngửa người ra sau đầu gối thúc vào tiểu phúc của hốc hai cánh tay chống xuống đất làm điểm tựa rồi bật lên ép sát vào người robot đối phương tiếp đó lại xoay người một vòng dùng một tư thế cực kỳ dâm đãng đè chiếc hốc xuống đất một khi đã khống chế được robot đối phương, kẻ nắm rõ cấu tạo robot như lòng bàn tay như mập mạp sao có thể buông tha cơ hội này. Một tiếng tan vang lên, cánh tay duy tu cơ giới tự động mà mập mạp bố trí một cách cực kỳ hèn mọn ở tiểu phút được bắn ra, vòng tới sau lưng của chiếc lê, tháo rời bản mạch điện tử điều khiển chuyển động. Mặc dù tư thế của hai chiếc robot hình người lúc này thực sự rất có vấn đề, nhưng mà dẫu sao thì thắng bại đã phân. Hu hu. Người bắt nạt ta quá thể. Tiếng khóc của con gái vang lên từ trong chiếc hốc khiến cho mập mạp ngay người ra, người có thể khiến hắn phải tăng tốc độ tay đến sắp chuột rút lại là một cô gái sao? Mập mạp vội mở tư liệu về đối phương ra xem. Margaret, thiếu ta lục quân cộng hòa phỉ dương. Hệ thống tự động đóng bản đồ, ma thú và hốc đồng thời được chuyển ra ngoài. Trước ánh mắt của mọi người, mập mạp xấu hổ đứng dậy khỏi người hốc. Những người đang xem trận đấu chết đứng tập thể. Cửa khoang lái của chiếc hốc đang không thể cử động bật tung. Từ trong đó nhảy ra một mỹ nữ da trắng, tóc vàng búi cao, da thịt trắng nõn, trên mặt vẫn còn nấn nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Margaret quá to đồ bại hoại hèn hạ vô sĩ, ngươi mau lăn ra đây cho ta, ngay cả thông tin cá nhân mập mạp còn không dám điền thì sao có thể thò mặt ra trước bao nhiêu người thế này chứ? Nếu bị người ta thấy mặt thì có lẽ sẽ lập tức bị đưa lên tivi, báo chí, mạng in, phát động toàn bộ vũ trụ đuổi giết, cô nàng này không phải chỉ là thua một trận thôi sao, đâu cần phải làm ầm ĩ thế chứ? Mập mạp oán thầm trong bụng, nhưng hắn cũng biết, động tác tháo dở cuối cùng thực sự rất có vấn đề. Mập mạp vội vàng điều khiển robot lĩnh sang chỗ khác, thầm nghĩ, đàn ông tốt không đánh nhau với đàn bà, anh đây không thèm chấp làm gì. Lần sau chọn đối thủ nhất định phải nhìn cho kỹ, đàn bà quả đúng là phiền toái. Margaret đương nhiên là không chịu buông tha cho mập mạp, thấy SM bốn không để ý tới mình, nàng liền ngồi luôn xuống bên cạnh ma thú, vừa không ngừng khóc vừa nói, ngươi ra đây, hu hu, đồ xấu xa nhà ngươi, mau ra đây cho ta. Ngươi đã đi cướp đoạt đồ của ta, lại còn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, ngươi thật không phải là người, mau ra đây cho ta. Sao lại có cái kiểu cải tạo robot như ngươi chứ? Hu hu rốt cuộc ngươi có ra hay không điền hành kiện chỉ cảm thấy trong đầu kêu ông ông đàn bà một khi đã không nói lý bắt đầu dở tuyệt kỹ khóc lóc thì thật đúng là vô địch hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn đành nói về phần đi ra thì nhất định là không được bây giờ cô nói đi phải như thế nào thì mới buông tha ta phi ta quyết không buông tha cho ngươi sao ngươi dám phá hỏng chiếc hóc mà ta mất bao công sức mới có được chứ ngươi mau lăn ra cho ta mập mập thở phào một cái nói không phải chỉ là một chiếc robot hỏng thôi sao ta lắp lại bản mạch điện tử cho cô là được chứ gì Margaret dần dần thu lại nước mắt, giọng nói đầy hoài nghi, nhưng mà, làm sao ngươi có thể tháo được bản mạch ra? Chẳng nhẽ hệ thống sẽ không báo robot bị hỏng sao? Mập mạp thầm nghĩ, ông đây vốn chọn làm lính bảo dưỡng quân khí, chương trình tháo linh kiện robot đối phương là chủ ý do Mễ Lan nghĩ ra, mấy thứ này mà nói cho cô thì ta còn lăn lộn trên giang hồ được sao? Sợ sẽ bị cô nàng này bức cung đến nơi đến chốn, tiện nhân bèn cười dâm đảng, nói, cô em ơi, bình sinh anh đây thích nhất là giúp mỹ nữ cởi quần áo, cởi mãi cởi mãi đã thành thiên phú rồi, vừa nãy anh đây chính là dùng thủ pháp đó để tháo bản mạch điện tử xuống đấy. Nếu cô em vẫn không tin thì hay là chúng ta luận bàn một chút nhé. Margaret vừa thẹn vừa giận, cũng biết SM, 01314 vốn hèn hạ vô sĩ, nếu còn nói tiếp với hắn thì chỉ sợ sẽ bị hắn đùa dẫn đến chết mất, nàng đành rầu rĩ ngậm miệng lại, chờ mập mạp sửa chữa, hóc xong liền lập tức nhảy vào robot rồi thoát khỏi trò chơi. Lúc này, Tại một tòa biệt thự xa hoa ở Cộng hòa Phỉ Dương có một mỹ nữ tóc vàng chỉ mặc nội y, xung quanh phát tiết đang đập phá la hét ầm ĩ đòi báo thù. Còn mập mạp vẫn ở trên mạng thì lại bị một trận đấu khác thu hút. Trong hai chiếc robot đang giao đấu có một chiếc là loại thần giáp kinh điển. Đó là một loại robot tư nhân có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ do đại sư Palat thiết kế cho hoàng gia đế quốc Binator ngự dụng cách đây 120 năm, đây là loại robot tư nhân duy nhất mà ông ta thiết kế trong sự nghiệp dùng cho con cháu hoàng gia luyện tập sử dụng robot. Từ khi loại robot này được công khai và sản xuất đại trà chỉ mới 100 năm, nói cách khác hoàng thất Binater đã sử dụng loại robot này được 20 năm, vậy mà nó vẫn không hề lạc hậu, bởi vậy có thể thấy được chất lượng của thần giáp. Chiếc còn lại là một chiếc hốc như của Margaret, mặc dù không nổi tiếng như thần giáp nhưng dẫu sao cũng là sản phẩm của 80 năm trước, các phương diện đương nhiên cũng không kém gì thần giáp. Trận đấu của hai chiếc robot này đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Hai người đang ở trong một thung lũng, rừng cây rậm rạp cùng địa hình phức tạp được hai chiếc robot lợi dụng cực kỳ thuần thục tốc độ của cả hai cũng rất nhanh một công một thủ chủ công lạc thần giáp sức lực mạnh mẽ ra tay đơn giản mau lẹ nhìn qua thì không đẹp mắt như màn lấy nhanh đánh nhanh vừa qua của mập mạp nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền biết thực lực của chiếc thần giáp này tuyệt đối vượt xa hắn mỗi một lần tấn công của người này đều nhằm chuẩn vào những chỗ yếu hại cuộc hốc tự như một vị danh y cầm dao phẫu thuật chính xác tới cực điểm tuy thoạt nhìn thì không nhanh hơn điền hành kiện cũng không có nghĩa là thực tế không thể nhanh hơn ngàn năm qua, hệ thống điều khiển robot với cây cần điều khiển và bàn phím đã trở thành kinh điển. bất kể là loại robot nào thì cũng đều được thiết kế theo kiểu này. về tốc độ tay điều khiển, hầu hết mọi người trải qua huấn luyện đều có thể đạt 10 nhịp giây, nhưng 20 nhịp giây thì không đơn giản như vậy. chúng ta có thể hình dung rằng khi tốc độ được chia đều trong một giây, tay trái phải tác động lên cần điều khiển 10 lần, năm ngón tay phải thì chia đều mỗi ngón gõ hai phím. thực sự nếu không được huấn luyện đặc biệt thì trừ mấy gã điên ra, người bình thường cơ bản là không có khả năng điều khiển robot với tốc độ cao như thế càng không cần phải. Nói tới sự kinh khủng của 30 nhịp giây mà lúc này, tốc độ tay của người điều khiển chiếc thần giáp tuyệt đối phải đến 30 nhịp dây. Trong 30 nhịp, ngoài trừ cần điều khiển có tác dụng đổi hướng ra thì còn lại 20 nhịp, có thể đưa ra 20 chỉ lệnh, 20 chỉ lệnh này là tổ hợp, mà tổ hợp động tác của robot là chương trình học bắt buộc đối với mỗi người điều khiển robot, họ cần phải học thuộc lòng hàng ngàn tổ hợp chỉ lệnh để có thể thực hiện những động tác đặc biệt. Ví dụ như, muốn cho robot bật nhã đá bay bằng chân phải thì chỉ lệnh cần có, cần điều khiển điều khiển phương hướng, giữ vững thăng bằng ba nhịp chỉ lệnh bàn phím hai chân bật nhảy hai nhịp sau khi nhảy lên thì đùi phải đá ra thu lại hai nhịp tổng cộng là bảy nhịp nếu tốc độ tay là 10 nhịp dây thì động tác này có thể hoàn thành trong 0,7 giây còn nếu tốc độ tay đạt tới 30 nhịp trên dây thì có thể hoàn thành trong 0,23 giây sự chênh lệch giữa hai cái này lớn bao nhiêu sự khác biệt giữa 0,23 và 0,7 giây chính là mỗi một giây người ta có thể đưa ra nhiều hơn ngươi mười mấy mệnh lệnh đương nhiên Tốc độ tay cũng không phải là mấu chốt duy nhất để phân thắng bại. Điều này còn phải xem khả năng phản ứng của robot, sự hợp lý của, của các động tác tổ hợp, tính chuẩn xác của các mệnh lệnh điều khiển vv. V. Nếu một chiếc robot bật nhảy đá bay cần 2 giây thì tốc độ tay có nhanh mấy cũng chỉ có thể chờ. Nhưng robot bây giờ đã phát triển đến mức đáp ứng kịp tốc độ tay. Một cú bật nhảy đá bay từ khi nhảy lấy đã đến lúc đá ra sẽ không vượt quá 0,4 giây. Hơn nữa, cho dù động tác của robot có chậm hơn chỉ lệnh thì máy vi tính cũng có thể lưu lại để chuẩn bị cho cả bộ động tác liên hoàn hoặc là có thể đem thời gian dư thừa dùng vào những chỉ lệnh khác, ví dụ như di chuyển, phòng ngự v, v. Cho nên có thể nói, robot hoạt động 30 nhịp, dây đánh robot hoạt động 10 nhịp, dây cũng giống như người lớn đánh trẻ con vậy, chỉ đơn giản là tùy ý đùa dẫn mà thôi. Điền hành kiện đã phải luyện tập dựa theo sách giáo khoa, rèn luyện tốc độ tay trong phòng trọng lực, hơn nữa còn nhờ vào thiên phú của bản thân mới có thể đạt được tốc độ 27 nhịp dây, nếu liều mạng tăng tốc thì cũng có thể đạt tới 32 nhịp dây. Nhưng chiếc thân giáp trước mặt đã duy trì tốc độ tay 30 nhịp dây được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Tuy nhiên chiếc hốc kia cũng làm cho Mập Mạp phải kinh ngạc, trước thế tấn công vũ bảo của thần giáp, hốc vẫn đứng vững không ngã, hai cánh tay cơ giới như một khiên ánh sáng, chặn đứng mọi đòn tấn công của đối phương, phương pháp di chuyển biến hóa quỷ dị, luôn có thể tránh được sát chiêu của thần giáp. Mập Mạp càng xem động tác của người này lại càng cảm thấy quen thuộc, tự như đã từng thấy qua, thường trong lòng hắn vừa động cũng sẽ là lúc hốc phản kích, đôi chân cơ giới ẩn sau lớp phòng thủ của hai tay bất ngờ phóng ra, đánh vào sơ hở của thần giáp. Mập mạp mở tư liệu về người điều khiển chiếc thần giáp ra xem trong đó chỉ viết vắng tắt, Gareth, thiếu tá lục quân đế quốc Binater. Cái tên này điền hành kiện đã từng gặp qua, chính là nằm trong bản xếp hạng chiến sĩ robot dày cộc của các. Gã Gareth này có đặc điểm là tấn công cực kỳ hung mãnh được xếp hạng thứ 180 nhị. Sở dĩ mập mạp nhớ kỹ hắn là bởi vì khi các lật sách ra thì đúng ngay trang đó, mà vẻ bề ngoài hung ác và kỹ thuật của Gareth đều rất nổi bật. Còn người điều khiển chiếc hốc kia là một người Hán, tên là Trương Thanh, là huấn luyện viên của Học viện Quân sự Thắng Lợi ở Cộng hòa Ryan. Nhìn trình độ của hắn ta, mập mập đoán chắc người này cũng có thể có tên trong bảng xếp hạng chiến sĩ robot, càng xem, điền hành kiện kinh hải, may mà nơi đây chỉ là trên mạng, nếu như ở hiện thực gặp phải kẻ địch như vậy thì không chết cũng thành tàn phế. Xem ra, bản thân ngồi giữa một đám tay mơ ở liên bang Lê Rây rồi nghếch mặt lên trời thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, giao đấu với những đối thủ như thế kia mới chân chính là chiến đấu. Trận đấu này cuối cùng đành kết thúc với kết quả hòa bởi vì hệ thống bố trí là người đã thắng một trận chỉ có thể tỉ thí với người cũng đã thắng một trận, thua một trận tỉ thí với người thua một trận, cứ thế mà loại dần, vì thế cho nên số người khiêu chiến mập mạp đã không còn nhiều như trước nữa, chỉ còn lại có hơn 10 vạn mà thôi. Nhưng bây giờ mập mạp không tiếp nhận chiến đấu nữa mà chỉ tĩnh tâm quan sát kỹ xảo điều khiển của những người khác để tăng cường kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân. Mập mạp đang xem say sưa thì đột nhiên buồn mô phỏng bị một người mở tung ra. Hắn vội quay đầu ra nhìn thì thấy ngay các đầu to, cả người ướt đẫm mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa nói, tìm khắp nơi mà không thấy ngươi, còn không mau đi xem báo cáo chiến đấu đi, tiền tuyến lại nổi lửa rồi. Mặc dù những lời này của các không ra đầu cua tai nheo gì cả, nhưng mập mạp thì không cần hỏi cũng biết các đang nói về tiền tuyến ở phía Tây Ca Thô, vốn là mấy ngày trước. Điền hành kiện cùng các phân tích tình hình chiến đấu đã cùng thực hiện thôi diễn độc lập, mặc dù quá trình khác nhau nhưng kết quả lại rất tương đồng. Căn cứ vào tình hình điều động binh lực của địch cùng với tin tức tình báo, các dự tính 6 ngày sau đế quốc ga Trang sẽ phát động tấn công quy mô lớn, còn mập mạp thì tính ra thời gian giới hạn là 4 ngày, kết quả, hôm nay chính là ngày thứ tư. Mập mạp vội vàng chạy tới bộ tham mưu tác chiến báo cáo thì được biết cuộc tổng tiến công của đế quốc Ga Trang đã được bắt đầu từ rạng sáng hôm nay, sắc mặt mọi người ở bộ tham mưu tác chiến đều lộ vẻ căng thẳng, hành động lần này của đế quốc kỳ thật cũng không hề bất ngờ, từ những tin tức tình báo cơ bản là có thể nhìn ra ý đồ của bọn họ, nhưng phương thức phát động tổng tiến công lại rất kỳ lạ, đánh thẳng vào tiền tuyến núi lô lại còn xuất hiện cả bóng dáng của thần thoại quân đoàn, mà chiến đấu cũng ác liệt khác thường, đến bây giờ liên bang đã phải bổ sung thêm một sư đoàn thiết giáp cùng hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa rồi chính diện thì điên cuồng nhưng ở hai bên sườn thì lại rất yên tĩnh binh lực địch tăng cường rất ít ai cũng có thể nhận thấy mùi âm mưu nồng nặc đọc báo cáo mập mập đột nhiên nhớ tới bức ảnh trong quyển các danh tướng đương thời nhớ tới cái diện mạo bình thường vóc dáng thon gầy cùng đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy tổng chỉ huy quân đội đế quốc ga trang ruso Lần trước ngươi đã mở một cửa sau, lần này, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì nữa đây trên tấm bản đồ điện tử 3D ở giữa đại sảnh bộ tham mưu tác chiến, những mũi tên màu đỏ đại biểu cho quân Ga Trang đang không ngừng đánh mạnh vào những cao điểm phòng ngự núi Galo, còn những tuyến phòng ngự màu xanh của liên bang dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đang lung lay như muốn đổ. Núi Galo, tuyến đầu của mặt trận Tây Ca Thô sớm đã trở thành địa ngục, vô số đạn pháo điên cuồng trút xuống mảnh đất diện tích chưa đầy 600 km này, những cao điểm trọng yếu đã bị đánh cho lõm xuống 2-30m. Trong một căn phòng chỉ huy cách tiền tuyến khoảng 10 km, tổng chỉ huy milok tiền nhiệm thượng tướng brad đang cho mày nhìn xa bàn điện tử trước mặt ông ta đã phải liên tiếp phái hai hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa lên d một đó đều là những sư đoàn chủ lực với đầy đủ biên chế thế nhưng điện thoại xin tiếp viện từ tiền tuyến vẫn liên tục gửi về điểm khác biệt duy nhất của những cú điện thoại đó chính là người gọi điện người trước khi sinh người sau lại phải tiếp tục xin tiếp viện còn sư đoàn bộ binh cơ giới hóa đóng tại cao điểm d một đã không có một ai có thể rút về toàn bộ chết trận trận đánh này đã quá ác liệt rồi tất cả công sự trận địa hầm hào ở cao điểm D1 đã bị sang phẳng sạch sẽ, hai sư đoàn bổ sung đều phải sử dụng những công sự tạm thời mang theo, mà những công sự tạm bờ đó sao có thể chống chọi được với đạn pháo của kẻ thù, tác dụng duy nhất của chúng chỉ là kéo dài thêm ít thời gian cho công binh đạo công sự mới mà thôi, thượng tướng Brad như sắp phát điên, ông ta còn phải điều động bao nhiêu quân dự bị nữa đây. Đế quốc quân dường như chỉ biết điên cuồng tán công dê một không ngừng nghỉ, thương vong của bọn chúng còn lớn hơn liên bang nhiều lần, nhưng đám sĩ quan chỉ huy đế quốc quân tự như đã hạ quyết tâm lớn nhất, bằng mọi giá phải triệt hạ cho được núi Galo, tiến tới hẻm núi Cathos. Cao điểm D1 là một vách đá nằm ở bên trái núi Galo, nó như một kim tự tháp nhô ra, dù là bộ binh cơ giới hay robot mà muốn đánh chiếm cao điểm này thì thứ đầu tiên phải đối mặt chính là vách đá dựng đứng gần 80 độ. Do ở trên cao điểm này lúc nào cũng có thể trút đạn xuống đầu kẻ địch khiến nó trở thành một lưỡi đao chém thẳng vào đường tiến công của đế quốc quân, cũng bởi vậy mà nó trở thành mục tiêu bị tấn công mạnh nhất. Hiện giờ, điều làm cho Thượng tướng Brad căm tức chính là hệ thống hỏa lực yểm trợ không thể hoạt động như bình thường cho tới nay đã có 6 đơn vị pháo tự hành bị hảo lực bao trùm của quân địch tiêu diệt, trong đó có 4 đơn vị thuộc trung đoàn pháo binh trực thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới hóa đóng tại D1, hai đơn vị còn lại là do bộ chỉ huy núi Galo điều tới bổ sung. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc hệ thống hỏa lực không thể phát huy tốt là do thiên võng bị tê liệt dưới những đợt tấn công điện tử có cường độ chưa từng thấy. Pháo tự hành kỳ thật là một loại robot đơn giản hóa, gồm một khẩu pháo cỡ lớn được đặt trên một cái bệ có các chân cơ giới, giúp nó có thể di chuyển trên các loại địa hình, khả năng ẩn nấp và chiến đấu cao hơn hẳn so với loại pháo được gắn trên bệ có bánh xích trước đây. Nó có tác dụng là hỏa lực yểm trợ chủ yếu cho bộ binh tác chiến, dưới sự điều khiển của hệ thống thiên võng, loại pháo này sẽ không ngừng bắn phá vào các tọa độ được cung cấp, nhưng từ khi khai chiến tới nay những đợt tấn công điện tử chưa bao giờ ngừng khiến hệ thống thiên võng của cả hai bên đều bị tê liệt, căn bản là không một hệ thống nào có thể sống sót dưới những đợt tấn công điên cuồng tới vậy trên chiến trường hiện nay dù là vũ trụ hay mặt đất thì phần mở màn luôn là chiến tranh điện tử phá hủy hệ thống thông tin chỉ huy quản lý chiến trường phân phối hỏa lực của địch một trận chiến đấu không khói thuốc nhưng lại quyết định vận mệnh của vô số người điện tử chiến chỉ là cách gọi có từ thời trái đất cổ trên thực tế chiến tranh điện tử hiện nay đã bao hàm cả điện tử truyền tin hình ảnh quan học làm giả tín hiệu mô phỏng binh lực ngụy trang ẩn nấp nghi binh còn những phương pháp tấn công phòng ngự cũng nhiều không đếm xuể ngoài làm nhiễu tín hiệu cường độ cao ra còn có phát tán virus đột nhập hệ thống, làm lệch hướng laser dẫn đường V, V, những thiết bị điện tử mới xuất hiện càng lúc càng tiên tiến cũng ngày càng tiên tiến, phạm. Vì tấn công ngày càng lớn hơn, cường độ ngày càng mạnh, trong chiến tranh, thực lực điện tử chiến của hai bên sẽ quyết định diễn biến của cuộc chiến, một khi điện tử chiến thất bại, các đơn vị chiến đấu sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vừa không thể định vị kẻ địch, cũng không thể có hỏa lực yểm trợ chuẩn xác, thông tin, hệ thống chỉ huy đều không hoạt động, chỉ có thể dùng những phương pháp thông tin nguyên thủy nhất còn những hỏa điểm phụ trách yểm trợ chỉ cần một lần nổ súng là lộ vị trí sau đó sẽ bị thiên võng của địch định vị rồi phá hủy. Tuy nhiên, lúc này điện tử chiến giữa hai bên vẫn bất phân thắng bại, không có sự chỉ đạo thiên võng, pháo tự hành chỉ có thể dựa vào sự quan trắc của binh sĩ trên trận địa để tiến hành bắn phá. Toàn bộ núi Galo giờ đã biến thành một chiến trường cực lớn không có chỗ ẩn thân khiến cho kiểu vừa di chuyển vừa bắn của pháo tự hành không thể sử dụng. Huống hồ, tiền tuyến thật sự đang rất cần hỏa lực yểm trợ, khi không có thiên võng chỉ huy thì vừa di chuyển vừa bắn chẳng những độ chính xác không cao mà ngay cả mật độ hỏa lực cũng không đạt yêu cầu. Cho nên, Bây giờ hai bên cơ bản là đang đọ xem ai nhiều pháo hơn mà thôi Cứ lần lượt từng đơn đơn vị pháo tự hành của hai bên tiêu diệt kẻ địch Để lộ vị trí rồi lại bị tiêu diệt Cứ thế tiếp diễn không ngừng nghỉ Không chỉ riêng dê một Toàn bộ chiến khu núi Galo đã phải chịu những tổn thất cao nhất Thượng tướng Brad nhìn xa bàn điện tử trước mặt Cố gắng đối chiếu với những số liệu về binh lực địch do phía tình báo cung cấp Ông ta không biết những đội quân dự bị của mình còn có thể trụ vững bao nhiêu ngày nữa, hỏa lực yểm trợ dự bị cũng đã xuống tới mức thấp nhất các sư đoàn thiết giáp cũng chẳng còn lại được mấy các sư đoàn bộ binh cơ giới thì lại càng thê thảm hơn nếu những đợt tấn công như thế này còn kéo dài thêm một ngày thì ông ta cũng chỉ có thể xin tướng bernardo điều động binh lực ở những nơi khác đến hỗ trợ mà thôi nhưng mà ai dám điều động binh lực chứ cho dù có thì điều từ nơi nào toàn bộ phía tây cathod đã trở thành một cỗ máy xây thịt khổng lồ có chỗ nào để điều bớt binh lực đây ngoài galipan ra tình hình binh lực ở các nơi khác đều rất căng thẳng cho dù điều động được thì từ khi tập kết, vận tải đến lúc tham gia chiến đấu cũng cần ít nhất 2 ngày, nơi duy nhất không cần tốn quá nhiều thời gian chỉ có Galipan, nhưng nếu điều quân ở đó đi, vạn nhất có gì xảy ra thì sao? Hơn nữa, điều khiến cho người ta lo lắng chính là đế quốc quân có mưu đồ gì khi bất ngờ tổng tấn công như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là muốn giành lại những vùng đã mất sau chiến dịch, lôi đình, sau đó tại Ca lại huyết chiến một trận với liên bang, mở ra không gian chiến lược về phía đông thôi sao? Mặc dù Brad biết, ngoài núi Galo ra còn có mấy con đường có thể tấn công ca thô, nhưng sợ dĩ đế quốc quân mảnh công núi Galo là bởi vì những con đường khác đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng tấn công như thế này rõ ràng là không có lợi. Đặc biệt là theo tin tức tình báo, danh tướng Russell đã tự mình tới tinh cầu Milok chỉ huy lục quân chiến đấu, với năng lực chỉ huy của mình, ông ta tuyệt đối sẽ không phát động thế tấn công như vậy khi mà đế quốc quân chưa có được ưu thế rõ rệt về binh lực, nhất định phải có chuẩn bị từ trước, nếu không thể tìm ra đáp án, Brad sẽ gửi tin tức về cho bộ tổng chỉ huy ở Galipan, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết tình hình ở núi Galo, đồng thời tìm ra được ý đồ ẩn giấu của địch. Đối mặt với danh tướng Russel của Ga Trang, Brad biết chỉ dựa vào chính mình là không thể nào chống lại, bây giờ chỉ có thể dựa vào trí tuệ tập thể mà thôi, thời gian cũng chỉ còn có một ngày. Báo cáo của Thượng tướng Brad nhanh chóng được chuyển tới Bộ Chỉ huy Tiền phương Galipan. Sau khi đọc xong bản báo cáo này, Thượng tướng Bernardo một mặt triệu tập hội nghị khẩn cấp thương thảo tình hình chiến sự, một mặt đem bản báo cáo phát tới tất cả các phòng nghiên cứu tác chiến, yêu cầu mỗi phòng nghiên cứu đều phải tiến hành thôi diễn và đề xuất kế hoạch tác chiến các tham mưu ở mỗi phòng nghiên cứu đều vắt óc suy nghĩ thỉnh thoảng lại phát vài đường lên bản đồ thử tính toán mưu đồ của vị danh tướng Rusev kia ban đầu các sĩ quan tham mưu còn nhẹ nhàng trao đổi nhưng dần dần sự khác biệt càng lúc càng lớn có người thậm chí còn lớn tiếng tranh cãi mỗi người một ý không ai nhường ai người bình tĩnh nhất bây giờ chính là nhân viên phụ trách tính toán theo công thức ở phòng nghiên cứu số 6, điền hành kiện chỉ duy nhất phòng 6 là không phải làm thôi diễn và đề xuất kế hoạch Lúc này, Điền Hành Kiện đang ngẩn người nhìn tư liệu về Rusel, trong miệng của hắn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Gã này đâu phải là người chứ, rõ ràng là một cỗ máy chiến tranh." Thông tin về vị danh tướng của đế quốc này được phía tình báo điều tra rất kỹ càng, hồ sơ của ông ta dày gần gấp 2 lần so với những vị tướng khác. Rusel năm nay 42 tuổi, là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong trong cô nhi viện, xuất thân không rõ, tính cách quái gở, không thích trò chuyện với người khác, bởi vì diện mạo giống như người tộc Quy Bao nên sau khi tròn 6 tuổi được đưa vào học viện quân sự đế quốc mãi cho đến khi 20 tuổi thì gia nhập lục quân đế quốc gia tràng với quân hàm thiếu úy, ủ tông thời gian ở học viện, hắn luôn là học viên xuất sắc nhất, được coi là một thiên tài quân sự. Ngoài trừ một tháng du ngoạn sau lễ tốt nghiệp của mình ra, cơ bản là hắn không hề rời khỏi học viện quân sự, người này tự hạn chế bản thân tới một mức độ khó tưởng tượng nổi. Thời niên thiếu của Russell hầu như không hề xuất hiện sự sao động tâm lý tuổi thanh xuân, sau khi thành niên thì tính cách trầm ổn, có thể chịu đựng gian khổ, khi còn trực tiếp chiến đấu đã phải tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo linh hoạt, phán đoán thế cục cực kỳ chuẩn xác, thường có thể dẫn dắt binh lính xuất hiện tại những nơi kẻ địch yếu nhất, chiến thuật giảo hoạt, biến hóa không lường, thủ pháp kín kẻ hung hãn, thường xuyên tạo ra những cạm bẫy khó ngờ nhất. Từ sau khi biết được kế hoạch nhảy dù đánh chiếm hẻm núi Cathos chính là do Rousseau vạch ra, trong tâm lý mập mạp luôn mang theo sự sợ hãi đối với người này. Lúc đó, Rousseau còn đang ở tinh hệ Galileo, vậy mà chỉ cần dựa vào hình thế tấn công của liên bang đã có thể bố trích được một kế hoạch đáng sợ, cử trọng nhược khinh, dễ dàng thoải mái, như một họa sĩ danh tiếng tùy tiện đưa vài nét bút trên chiến trường ban đầu trông có vẻ lộn xộn nhưng đến khi cả bức họa hiện ra trước mắt đích thì tình thế đã không thể vãn hồi được nữa bản thân hắn bất quá là dựa vào một phương pháp thôi diễn đặc biệt kết hợp sự nghi ngờ đối với thần thoại quân đoàn nên ngẫu nhiên mới đưa ra phán đoán kinh người đó mà dù vậy russell cũng dễ dàng sử dụng hậu chiêu hóa giải toàn bộ ưu thế của liên bang kế hoạch thất bại vẫn còn cao tay như vậy bây giờ ông ta đã tự mình đến tinh cầu milok chỉ huy chiến đấu chỉ dựa vào hắn thì có thể làm được gì chứ mập mập rất mệt mỏi có cảm giác như bị người ta đánh đập nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực, trong bụng hắn không ngừng nghĩ, nếu thật sự chống cự không được, cùng lắm ông đây làm tù binh. Nhưng mà lần trước phá hủy kế hoạch của người ta, lại còn khiến cho cái đám hoàng thất ga trang chó má kia mất mặt với thế giới, món nợ này biết tính thế nào đây? Nếu bọn họ điều tra ra thì gần trăm cân thịt này đi đứt mất thôi, tất cả các bản kế hoạch tác chiến do các phòng nghiên cứu đưa tới đều được mập mạp xem xét rất cẩn thận, nhưng cơ bản đều là phế phẩm, điều này làm cho hắn cực kỳ thất vọng, biết đến bao giờ mới moi ra được thứ có ích đây, biết rõ đối phương có âm mưu nhưng lại không thể nào phán đoán được, sự khó chịu này thực sự rất dễ khiến người ta nổi khung. Cho nên, bây giờ mập mạp chỉ có thể nhìn chầm chầm vào bức ảnh của Russel nghiến răng nghiến lợi tưởng tụng người này bị một quả đạn pháo rất trúng đầu mà chết cho xong chuyện. Sư đoàn bộ binh cơ giới 201 liên bang Lê Rây đã đánh tới phát điên, hai đơn vị pháo binh trực thuộc sư đoàn đã bị hỏa lực địch phá hủy từ một giờ trước. Nếu không nhờ pháo binh tiếp viện của bộ chỉ huy điều tới áp chế địch thì bây giờ sư đoàn 201 đã hy sinh toàn bộ rồi. Dưới sườn núi, bộ binh ga trang như thủy triều đang tiến lên, dưới sự yểm trợ của robot, Bọn chúng lại bắt đầu một lần xung phong liều mạng tiếp theo. Đây đã là đợt tấn công thứ 46 mà sư đoàn 201 phải chống đỡ. Trong những đợt tấn công trước, có vài lần đế quốc quân đã xông được vào trận địa, nhưng đều bị binh sĩ liên bang liều mạng giáp lá cà đánh bật ra. Tiểu đoàn robot hỗ trợ ở gần đây sau mấy lần chống xung phong, quân số đã giảm xuống chỉ còn một đại đội, mấy đợt tấn công tiếp theo của địch không biết còn có thể dựa vào bọn họ nữa không? Kiểu đánh trận thế này đã bao lâu không xuất hiện rồi chứ? Bộ binh giáp lá cà dường như là chuyện chỉ có tại trái đất cổ thế mà trong cái thời buổi của chiến tranh tấn công tầm xa này mà bộ binh cũng phải giáp lá cà thì mức độ ác liệt đã đến mức khó tin nổi rồi điện tử chiến đã phá hủy hệ thống chỉ huy hiệp đồng tác chiến tổn thất của các đơn vị pháo tự hành lại càng lớn sau khi bọn họ liều mạng pháo kích kẻ địch thì chỉ vài phút sau sẽ bị hỏa lực còn điên cuồng hơn đáp trả cứ thế bắn qua bắn lại đến bây giờ cả hai bên đều chẳng còn lại bao nhiêu hỏa lực yểm trợ nữa các loại tên lửa không có thiên võng chỉ huy lại không có bộ binh nào dám chay ra bắn laser chỉ đường thế là như một đâm người mù bay loạn lên giữa trận địa thế nhưng trên bầu trời lại còn thảm liệt hơn cả. Từ khi khai chiến, máy bay chiến đấu của hai bên đầu tiên là đồng loạt phóng mấy đợt tên lửa đối không vào nhau, sau đó là lao vào hỗn chiến, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi đã có hơn 1.000 máy bay bị bắn rơi hoặc nổ tung lung trên không trung núi Galo. Số máy bay chiến đấu còn lại vẫn điên cuồng cuốn lấy nhau, các đợt tấn công điện tử làm cho những cổ máy chiến tranh này chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất để tác chiến, không có radar tầm xa, cũng không có hồng ngoại dẫn đường, bọn họ chỉ còn có pháo năng lượng và tên lửa tầm gần từng đoàn máy bay như một đám kền kền che kín bầu trời cắn xé lẫn nhau vĩnh viễn không ngừng nghỉ con bà chúng nó đánh cho ta thấy bộ binh địch lại một lần nữa xông vào tầm bắn trung đoàn trưởng trung đoàn 3, sư đoàn hai trăm linh một gui ti gào lên cái thân thể vĩ đại cao hơn 2 mét của hắn nâng khẩu pháo năng lượng cỡ lớn vốn dùng cho hai người lên bóp cò vừa bắn vừa điên cuồng gào thét tiếng súng tiếng pháo in tai nhức ốc lại vang lên cả trận địa lập tức tràn ngập trong khói thuốc súng tất cả các loại vũ khí hỗn hợp vũ khí năng lượng trong tay bộ binh lê rây đồng loạt gầm vang Hỏa lực dày đặc như mưa trút xuống bộ binh Ga Trang, thế tấn công của đế quốc quân đột nhiên bị chặn lại, đám bộ binh theo thói quen lập tức tản ra rồi nằm rạp xuống, sau khi robot vượt qua thì lại đứng lên, đi theo đội robot áp sát trận địa của Liên Bang. Lúc này, binh sĩ Liên Bang trong trận địa bỗng nghe thấy những tiếng rít chói tai, báo hiệu đạn pháo hỗn hợp của quân địch sắp trút xuống, kinh nghiệm phong phú khiến họ lập tức trút người vào trong chiến hào. Tiếp đó, liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, cái chiến hào vốn không còn đáng để gọi là chiến hào kia lại bị đánh cho tan nát, vô số hố bom, hố pháo lại xuất hiện, mẹ kiếp cái hố này tốt thật đấy. Hai binh sĩ liên bang may mắn sống sót qua đợt pháo kích hớn hở nhảy vào một cái hố pháo mới, bọn họ không cần phải đào lại công sự, mấy cái hố này là đủ để đánh thêm một trận nữa rồi. Bọn họ gần như chẳng thèm quan tâm tới những quả đạn pháo đang rít gào trên đầu, một sĩ binh thừa dịp thời gian ngắn ngủi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho người kia một điếu, hai người rít một hơi thật sâu, cảm giác còn khoái hoạt hơn cả thần tiên. Mặc dù lâu ngày không gặp phải chiến tranh, nhưng là Bernard Linh Lê Rây một khi đã trải qua lửa đạn, đều sẽ bộc phát ra thứ hào khí không biết sợ này. Trung đoàn trưởng Gutier không trốn, hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng, khẩu pháo năng lượng trong tay liên tục hoạt động, một khắc cũng không ngừng. Đột nhiên, hắn lắng tai nghe rồi bổ nhào nhào vào trong chiến hào, nằm cuộn tròn lại. Gần như là cùng lúc đó, một quả pháo đánh trúng vào chỗ hắn vừa đứng, tạo thành một cái hố to tướng, nhìn những binh lính trong chiến hào đang trố mắt nhìn mình, Gutier chật vật đứng lên, móc ra một bình quân dụng đầy rượu nóc hai ngụm rồi chửi, cái đám đạn pháo mất dậy thật con mẹ nó chuẩn. Ông đây thiếu chút nữa là bị chúng nó bắn cho chỉ còn một thước hai rồi hắn hít vào một hơi thật sâu rồi đổ chỗ rượu còn lại lên đùi đám binh sĩ giờ mới thấy trên đùi gutier đã bị một mảnh pháo cắm vào vị trung đoàn trưởng cao lớn này dùng thắt lưng buộc chặt bắp đùi nghiến răng nghiến lợi rút mảnh pháo ra mặc dù không bị thương đến động mạch chủ nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương may là quân y kịp thời chạy tới nhanh chóng xử lý vết thương gutier cầm mảnh pháo trong tay lật qua lật lại tự hỏi sao một mảnh pháo lớn như vậy lại không chém đứt được chân mình hắn vừa nhìn vừa cười tự như rất đắc ý về phản ứng nhạy bén vừa rồi của mình Trận pháo kích kinh thiên động kéo dài vài phút, binh lính liên bang cùng mình lăn tròn trong trận địa, bưng tai bịt miệng, trông như một đám cá chết vậy. Rốt cuộc, sau khi xác định được vị trí trận địa pháo của địch, pháo binh liên bang bắt đầu phản kích, đè bẹp hỏa lực của đế quốc. Đối với binh sĩ của sư đoàn 201 mà nói, cái cỡ hỏa lực bao trùm như vừa rồi chỉ là gãi ngứa, so với khi mới khai chiến thì còn kém xa vạn dặm. Cuộc pháo kích kết thúc, bọn họ như đàn chuột qua được cơn mưa, bắt đầu chui ra từ trong cái trận địa vừa bị vùi dập tơi tả kẻ địch đã nhân cơ hội vừa rồi thu hẹp được không ít khoảng cách với trận địa, thế là hỏa lực của liên bang lại lập tức gầm lên. Gutierre đẩy một binh sĩ ra, giật lấy khẩu pháo năng lượng trong tay anh ta rồi bắt đầu nã đạn, sự chuẩn xác của những phát đạn khiến cho người lính kia cũng phải âm thầm bội phục. Pháo năng lượng trong tay Gutierre điên cuồng khạc đạn, bắn hạ một đám robot hạng nhẹ của đế quốc, đã không có hỏa lực áp chế, lại không có robot hạng nặng yểm hộ, tại sao cái đám bộ binh và robot hạng nhẹ kia lại cứ cắm đầu lao lên chịu chết chứ? Gutierre nghĩ mà điên cả đầu, lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy mấy trăm robot hình thú đang lao lên với tốc độ cao giữa lửa đạn, xông về phía trận địa phòng ngự của trung đoàn 4 ở phía bên trái. Điều khiến cho tất cả mọi người phải lè lưỡi tháng phục chính là đám robot này lại có thể linh hoạt tránh né được đạn pháo, những động tác lắc mình tránh né liên tục làm cho Gutier phải trợn mắt khá mồm Có lẽ là đã phát hiện ra đám robot kia, hỏa lực của trung đoàn 4 bất ngờ gia tăng, nhưng đạn pháo năng lượng bắn trúng lên người đám robot chỉ khiến lòng năng lượng rung lên, như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ, lòng năng lượng vẫn tỏa ra ánh sáng màu lam lạnh lùng. Gutier không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng thay đổi phương hướng của pháo năng lượng, bắn trúng một trong những chiếc robot kia, khiến lồng năng lượng của nó biến thành màu đỏ nhạt. Chiếc robot bị bắn trúng lập tức đổi hướng, lao thẳng lại chỗ Gutier, nòng pháo năng lượng trong ngực nó vươn ra, hỏa lực hung mạnh ép cho Gutier không ngẩng đầu lên nổi. Gutier nằm bẹp trong chiến hào, lệnh cho lính thông tin gọi pháo binh yểm trợ. Hắn vừa nhìn một cái là có thể nhận ra, cái đám robot kia cực kỳ nguy hiểm, hành động của bọn chúng rất nhanh nhẹn, khả năng phối hợp ăn ý, phương hướng chính xác, hỏa lực cũng rất mạnh. Mặt khác, năng lực sinh tồn giữa lửa đạn của chúng quá mạnh mẽ, né tránh cao tốc có thể giúp bọn chúng tránh được tuyệt đại đa số pháo năng lượng có uy hiếp, dù ngẫu nhiên có bị trúng đạn thì cũng có lòng năng lượng phòng ngự cao cấp chống đỡ. Mà đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là tứ chi của đám robot hình thú này khiến chúng chạy trên vách đá dựng đứng bảy, 80 độ như trên đất bằng, một khi bị bọn chúng xông vào trận địa thì đúng là tai họa. Đáp ứng yêu cầu của tiền tuyến, pháo tự hành liên bang nhanh chóng khai hỏa, đạn pháo bao phủ toàn bộ khu vực vài trăm mét trước cao điểm D1, nhất là trận địa của trung đoàn 4 giữa vô số bộ binh đế quốc đang hỗn loạn, robot đế quốc không vì pháo binh áp chế mà rút lui, ngược lại, tốc độ của chúng còn nhanh hơn, di chuyển như những con thoi giữa làng mưa đạn pháo, nhằm thẳng về trận địa của trung đoàn 4. Hơn 100 chiếc robot còn lại của tiểu đoàn thiết giáp trực thuộc sư đoàn 201 cũng đã tham gia chống cự, cố gắng cản đường đám robot hình thú này, tạm thời đã tạo ra được hiệu quả nhất định. Dưới sự bao phủ của pháo tự hành, một số robot đế quốc không còn khoảng trống để tránh né, lồng năng lượng bảo vệ dần chuyển sang màu đỏ, cuối cùng thì trở thành một quả cầu lửa, nổ tan sát pháo nhưng số lượng của một đại đội robot là quá ít ỏi đối phương ít nhất cũng có một tiểu đoàn tham gia tấn công trận địa của trung đoàn 4. gutier nhìn tình hình sau đó đưa ra hai mệnh lệnh cho người lính thông tin thứ nhất lập tức thỉnh cầu trợ giúp yêu cầu bộ chỉ huy phái một sư đoàn thiết giáp lên cao điểm dê một không thể chỉ dựa vào bộ binh để phòng ngự nữa thứ hai đưa máy ghi chép chiến trường của hắn về bộ chỉ huy theo như biểu hiện của đám robot kia chúng rất có thể chính là robot đặc chủng hoàng gia thần thoại quân đoàn Tiếp đó, Gutier lệnh cho trung đoàn phó tiếp nhận vị trí chỉ huy, còn mình thì đem theo một tiểu đoàn tới hỗ trợ trung đoàn 4. Dù sao bình thường cơ bản đều là trung đoàn phó chỉ huy chiến đấu, còn hắn thì chẳng có chút giác ngộ nào về vị trí trung đoàn trưởng, lúc nào cũng chỉ biết xông lên lên tuyến đầu mà bắn giết. Tại sao thần thoại quân đoàn lại xuất hiện ở đây? Một tiểu đoàn robot đặc chủng tham gia tấn công một trung đoàn bộ binh sẽ có hậu quả gì? Bản thân đi trợ giúp liệu có tác dụng gì hay không? Liệu có thể còn sống quay lại hay không? Nhưng tất cả đều không phải là vấn đề gì với gutier. Bây giờ hắn chỉ biết điều quan trọng nhất là phải trợ giúp trung đoàn 4 vượt qua đợt tấn công này. Mặc dù hắn rất khắc khẩu với cãi gã trung đoàn trưởng gà rù kia, cứ thấy mặt là liền cãi nhau, nhưng nếu đã là chiến hữu thì tuyệt đối không thể để bọn họ phải chết trước mặt mình. Gutier đột nhiên rất muốn cười, nếu còn sống trở về, chẳng phải hắn sẽ thành ân nhân cứu mạng của con gà rù đó hay sao, sau này gặp mặt có thể vênh váo tự đắc muốn nói gì cũng được rồi, con gà rù đó sao có thể bật lại ân nhân của mình được chứ. Cái cảm giác đó, thật con mẹ nó sung sướng khi Gutier đang dẫn binh sĩ tới hỗ trợ trung đoàn 4, ở ngoài không gian vũ trụ của tinh cầu Milok cũng đang diễn ra một trận đại chiến quyết định tình thế của cả tinh hệ Newton. Tiểu đoàn, tiếng Anh, Batalin, là một đơn vị tổ chức của lực lượng vũ trang, thường gồm 3 hoặc 4 đại đội, nằm trong biên chế của trung đoàn hay được tổ chức độc lập. Trung đoàn, tiếng Anh, regiment, là một đơn vị trong quân đội có quy mô nhỏ hơn sư đoàn nhưng lớn hơn tiểu đoàn, thường gồm 2 đến 5 tiểu đoàn, được chỉ huy bởi một đại tá hay trung tá. Tùy theo từng nước và nhiệm vụ, một trung đoàn hiện đại có thể tương tự như một lữ đoàn. Quy mô của cả trung đoàn và lữ đoàn từ 1.000 đến 3.000 lính, tùy theo nhánh và cách thức tổ chức. Các trung đoàn và các lữ đoàn hợp lại thành sư đoàn, sư đoàn, tiếng Anh, Division, là một đơn vị có quy mô tương đối lớn trong quân đội, đứng sau quân đoàn, thường có khoảng 10.000 đến 20.000 lính. Trong lục quân các nước một sư đoàn bao gồm các trung đoàn hay các lữ đoàn. Các sư đoàn lại tạo thành một quân đoàn trong chiến tranh hiện đại một sư đoàn thường là các đơn vị chiến đấu hợp thành lớn nhất có khả năng tác chiến độc lập tự cung cấp đảm bảo cho các hoạt động của mình quân đoàn tiếng anh cop là một đơn vị có quy mô lớn trong quân đội trên cấp sư đoàn và dưới cấp tập đoàn quân một đơn vị của lục quân bao gồm các đơn vị binh chủng hợp thành như pháo binh bộ binh tăng thiết giáp hoặc là một bộ phận một nhánh của quân đội như thủy quân lục chiến hoa kỳ hay còn gọi là quân đoàn thủy quân lục chiến hoa kỳ hay thủy quân lục chiến hoàng gia anh trong lục quân nhiều nước quân đoàn được hợp thành từ các sư đoàn Thường gồm 2 đến 5 sư đoàn, được chỉ huy bởi một thiếu tướng hay một trung tướng, tập đoàn quân, tiếng Anh, field army hay adre army, hoặc được viết gọn là army, là thuật ngữ chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn như Liên Xô, Đức quốc xã, Anh, Mỹ, hợp thành từ các quân đoàn hoặc các nhóm sư đoàn hỗn hợp, được sử dụng chủ yếu trong hai cuộc thế chiến, thông thường, tổ chức tập đoàn quân bao gồm 2, 3 quân đoàn, mỗi quân đoàn gồm 2, 4 sư đoàn, do một tướng lĩnh từ cấp trung tướng đến đại tướng làm tư lệnh tập đoàn quân. Tuy nhiên, tùy theo quốc gia, biên chế mỗi sư đoàn có thể không đều nhau. Năm 1941, khi quân Đức tấn công Liên Xô với 190 sư đoàn, mỗi sư đoàn bộ binh Đức có biên chế từ 15.000 đến 16.000 người theo tiêu chuẩn, vì thế tổng binh lực của quân Đức tại mặt trận phía Đông là 3 triệu quân. Đối lại, quân Liên Xô tuy có 149 sư đoàn, biên chế danh nghĩa là 14.500 người, nhưng trên thực tế chỉ có từ 5.000 đến 8.000 quân, do đó binh lực phía Liên Xô tại mặt trận Xô Đức chỉ có chưa đến 1.2 triệu. Một. Điều này ảnh hưởng đến đến quân số của các tập đoàn quân, vì vậy, trong một số thời điểm, một số tập đoàn quân cũng được tổ chức quản lý trực tiếp cấp sư đoàn, bỏ qua cấp quân đoàn giao chiến đầu tiên trong vũ trụ nổ ra đầu tiên ở không vực số 6 của tinh hệ Newton, hạm đội liên bang bao gồm hạm đội vũ trụ số 4, số 6, số 7 liên hợp thành hạm đội hỗn hợp bất ngờ gặp phải tập đoàn quân của đế quốc do bốn hạm đội tạo thành cố ý ngăn đón. Hai bên bắt đầu dàn trận từ khoảng cách hơn 10.000 km, đây là một trận ác chiến không thể tránh khỏi chiến đấu cơ vũ trụ bắt đầu được phóng ồ ạt ra từ hàng không mẫu hạm như một tổ ong vừa bị chọc vào rồi bắt đầu tản ra và sắp xếp đội hình giữa những chòm sao lấp lánh trên vũ trụ cảnh tượng này quả thật rất hoành tráng để giữ vững khoảng cách an toàn giữa các chiến hạm trong hạm đội phải luôn cách nhau một khoảng cách nhất định nhằm chừa không gian có thể tiến hành tránh né và di chuyển vì vậy cả hạm đội hỗn hợp có vẻ vô cùng khổng lồ đèn tín hiệu của hạm đội xuất hiện trên nền đen của vũ trụ như một bầy cá đủ màu sắc đang nhanh chóng tiến hành phối hợp một cách hoàn mỹ Cuộc đụng độ đầu tiên trong chiến đấu vũ trụ đương nhiên là điện tử chiến, thiết bị quấy nhiễu điện tử của chiến hạm hai bên đều phát huy toàn bộ ngón nghề của mình. Chỉ có điều do chiến hạm vũ trụ có đủ năng lượng và không gian để sử dụng thiết bị chống công kích, hơn nữa phần giáp dày của chiến hạm cũng mang tính chống nhiễu, cho nên điện tử chiến trong chiến tranh vũ trụ dần trở thành một hình thức thay lời tuyên bố mở màn trận chiến. Loại mở màn này cũng vô cùng kịch liệt, không một ai dám có sơ sót. Nếu hệ thống thông tin và chỉ huy bị kẻ địch chiếm được hoặc phá hủy thì trận này khỏi cần phải đánh nữa rồi. Khoảng cách dần dần được thu hẹp, chiến hạm đã tiến vào tắm bắn chủ pháo của chiến hạm vốn đã nạp đầy năng lượng của hai bên gần như là đồng thời khai hỏa ánh sáng chói mắt của đạn năng lượng như một cơn mưa sao băng giữa hai hạm đội lần lượt giao nhau bay về hướng mục tiêu của mình lòng năng lượng của chiến hạm bị đạn pháo bắn trúng không ngừng chớp lên như hồ nước trong cơn mưa tạo nên những gợn sóng một số chiến hạm đứng mũi chịu sao gần như bị loại khỏi vòng chiến đấu trong nháy mắt năng lượng đạn dược cùng dưỡng khí bị dẫn phát nổ tung cả chiến hạm bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ biến mất trong vũ trụ tuần dương hạm của hai bên đã kéo đến hai cánh bắt đầu tiến hành đột kích. Đây loại chiến hạm hạng nhẹ có sức tấn công không cao nhưng lại có tốc độ nhanh nhất trong hạm đội, nhiệm vụ của họ là xông vào đội hình đối phương, tiếp cận và khóa chặt kẻ địch, yểm hộ cho các chiến đấu cơ theo sau. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt, hai bên với các động tác chiến thuật giống nhau khiến cho liên tục phát sinh va chạm, chủ pháo của chiến hạm đồng loạt bắn mỗi 4 phút một lần, các tuần dương hạm mỗi bên ở hai bên cánh sau khi tăng tốc được 5 phút cũng bắt đầu đụng độ. Do cả hai phía đều không có mục đích cuốn lấy nhau nên đều lướt qua rồi đâm thẳng vào đám chiến đấu cơ phía sau mỗi bên tuần dương hạm liên tục giao nhau đò pháo rồi lướt đi như những mũi tên được phát ra từ trận địa hai bên ở giữa chỉ còn sóc lại mảnh vụn của mấy chiếc tuần dương hạm bất hạnh bị phá hủy thứ còn linh hoạt so với tuần dương hạm dĩ nhiên là chiến đấu cơ vũ trụ thứ không có sức chống cự nào trước quan đạn của chủ pháo này cũng là danh từ đại biểu cho sự linh hoạt đoàn chiến đấu cơ giống như bầy ông độc đang bay lượn dù sinh vật có hùng mạnh tới đâu đi nữa nếu bị một đàn ông độc bao phủ thì cũng sẽ mất mạng do binh lực ít hơn nên nếu tiếp tục dựa theo tốc độ tổn thất một, một này thì đến khi liên bang tổn thất tới khoảng một nửa thì sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động. Lúc đó tổn thất có thể trở thành hai, một hoặc ba, một, dần dần sẽ bị hỏa lực càng lúc càng chiếm ưu thế của đế quốc tiêu diệt. Nhìn những tuần dương hạm và chiến đấu cơ của mình, tổng chỉ huy hạm đội hỗn hợp số một của liên bang Lê Rê, Trung tướng Snyder quyết định liều mạng. Ông ta ra lệnh cho các chiến đấu cơ bỏ qua tuần dương hạm, toàn lực hỗ trợ tuần dương hạm phe mình đột phá sự phong tỏa của đối phương, tận dụng ưu thế binh lực cục bộ tiêu diệt chiến đấu cơ của địch mệnh lệnh này ở trong phần nghiên cứu lịch sử chiến tranh được coi là mệnh lệnh đã cứu vớt cả liên bang Lê Rê. Tổng chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 1, Trung tướng Schneider cũng nhờ đó mà nhất chiến thành danh, hạm đội hai bên như hai bầy cá đang giằng co, chạy đua với nhau giữa vũ trụ vô biên. Hai bên cánh của bầy cá đã bắt đầu va chạm vào nhau, chỉ còn trận địa của quân chủ lực hai bên vẫn duy trì khoảng cách, trong chiến tranh, cán cân thắng bại có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt, vốn hạm đội liên bang đã phạm phải một sai lầm là khoảng cách giữa tuần dương hạm và các chiến đấu cơ quá gần, điều này vốn không thích hợp với kiểu phân bố binh lực như sóng biển trong chiến đấu chính quy, nhưng giờ đây sai sót này lại được sĩ quan chỉ huy liên bang nhảy bén nắm bắt, trở thành phương thức chiếm lấy ưu thế. Không ngờ tới việc chiến đấu cơ liên bang lại bỏ qua tuần dương hạm của phe mình, chiến đấu cơ của Ga Trang gặp phải tai họa ngập đầu trong nháy mắt. Tuần dương hạm liên bang đột nhiên tản ra, dùng hỏa lực dày đặc và xen kẻ ép chiến đấu cơ đế quốc phải tránh né tứ tán. Ngay lúc đó, phía sau tuần dương hạm đột nhiên xuất hiện từng biên chiến đấu cơ liên bang đội ngũ chỉnh tề, lao vào các chiến đấu cơ đế quốc bọn họ không thể phụ sự tín nhiệm của anh em binh sĩ trên các chiến liệt hạm đang dùng thân mình ngăn cản lửa đạn của địch nhân cho nên bọn họ phải nắm kiết cơ hội này đúng thế chiến liệt hạm liên bang đang dùng thân mình ngăn cản lửa đạn tranh thủ thời gian cho tuần dương hạm và chiến đấu cơ không bị ngăn cản đoàn tuần dương hạm của đế quốc nhanh chóng bọc hậu trận địa của quân chủ lực liên bang hạm đội liên bang với binh lực yếu hơn bắt đầu dùng tính mạnh của mình biến trận hàng không mẫu hạm được bảo vệ nghiêm ngặt chiến liệt hạm không quan tâm tới hỏa lực địch mà chỉ toàn lực bắn hạ đội tuần dương hạm đang lao hết tốc lực tới nếu trận địa của chiến hạm liên bang bị tuần dương hạm đế quốc đột nhập trước khi tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ liên bang tiêu diệt được chiến đấu cơ đối phương thì án cân thắng bại sẽ nghiêng hoàn toàn về đế quốc ga trang chiến sĩ liên bang đã làm được chủ pháo của tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ phối hợp khá ăn ý nhanh chóng tiêu diệt số chiến đấu cơ của địch một nhóm tuần dương hạm phối hợp với một biên đội chiến đấu đánh với một đám chiến đấu cơ mất đội hình của đế quốc kết quả không cần nói cũng biết tuần dương hạm của đế quốc không ngừng tăng tốc bọn họ cũng đang tranh đoạt thời gian Bọn họ phải đột phá đội hình phòng ngự của chiến hạm địch trước khi chiến đấu cơ bên mình bị tiêu diệt, chỉ cần chiến hạm của địch bị đánh tan thì bọn họ sẽ không còn bị hỏa lực uy hiếp, có thể phóng ra hỏa lực mạnh hơn nữa, hoặc lui khỏi tầm bắn, kéo dài thời gian chờ phi đội cùng Tuần Dương hạm trở về cứu viện, nhưng điều bọn họ không biết là phi đội của Đế quốc quân đã không thể nào giúp họ được nữa. Chỉ trong nháy mắt sau khi tản ra, các tốc chiến đấu cơ liền bị ép rơi vào thế phải chiến đấu độc lập, không có đồng đội phối hợp không có phương hướng đột phá trọng điểm một khi bị tuần dương hạm cùng chiến đấu cơ địch áp sát cũng là lúc họ trở thành một ngọn lửa cháy giữa màu đen của vũ trụ chiến liệt hạm liên bang đã biến trận xong khi lực lượng đột kích của địch chỉ còn cách chưa tới một nghìn km hai phần ba chiến hạm vừa lui về phía sau vừa dùng chủ pháo bắn về phía hạm đội đối phương bảo trì hỏa lực áp chế một phần ba còn lại bắt đầu chuyển hướng dùng thân mình yểm hộ chủ lực dùng số lượng phó pháo ở mặt bên chống cự tuần dương hạm địch đột kích